Tâm trong kinh doanh tạo thành tựu lớn, được viết bởi Inamori Kazu, Đào Thị Hồ Phương dịch. Lời nói đầu. Khi còn nhỏ, mỗi lần chúng ta bị thầy cô, cha mẹ hay cấp trên la rầy, dạy bảo điều gì, chúng ta thường phản ứng lại. Tôi cũng vậy. Cho dù cha mẹ thường nói với tôi, hãy mua những khó khăn khi còn trẻ, nhưng tôi lại không quan tâm đến điều đó. Tôi thường ngay lập tức phản ứng lại, những khó khăn khi còn trẻ thì sao không bán nó đi. Đến tuổi trưởng thành, tinh thần phản kháng ấy vẫn còn rất mạnh mẽ, nên tôi cũng đã không để ý đến điều đó. Nhưng những điều được nhắc nhở về ý nghĩa cuộc sống từ những người lớn tuổi, mà đầu tiên là cha mẹ của tôi, đã in sâu trong đầu tôi và tôi không thể nào quên. Khi mới bắt đầu bước vào cuộc sống, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn, giống như một người đi biển mà không có hải đồ. Khi đó, tôi chợt nhớ đến những điều mà những bậc tiền bối đã dạy và coi đó là la bàn chỉ phương hướng cho mình. Những điều tôi viết ở cuốn sách này cũng giống như vậy. Chắc chắn cũng có nhiều bạn trẻ vẫn nhớ sự không thích không như tôi khi đó. Nhưng tôi hy vọng khi gặp những khó khăn trên con đường lập nghiệp hoặc kiến tạo tương lai, các bạn hãy nhớ đến những lời khuyên chân thành mà tôi đã viết ở đây. Tất cả đều là những kinh nghiệm, bài học sâu sắc mà tôi đã học được qua những trải nghiệm, từ những khó khăn trong công việc cho đến những khổ đau trong cuộc sống. Chắc chắn nó sẽ ít nhiều hữu ích với mọi người. Chương 1. Để tạo ra một cuộc đời tuyệt vời. 1. Viết lên vở kịch nhân sinh cuộc đời. Cuộc sống là một vở kịch và chúng ta là nhân vật chính trong vở kịch ấy. Vậy câu hỏi đặt ra là chúng ta phải vẽ nên một vở kịch trong suốt cuộc đời như thế nào? Cũng có người nói rằng số mệnh của con người đã được quyết định ngay từ lúc mới được sinh ra. Nhưng tôi tin rằng dựa vào việc nuôi dưỡng tâm hồn và nâng cao tinh thần bản thân, chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của chính mình. Như vậy, thay vì tìm cách thay đổi vận mệnh, thì chúng ta hãy tìm cách nuôi dưỡng tinh thần và tâm hồn mà chính bản thân chúng ta cần quen với vai diễn chính trong tình tiết kịch bản mà chúng ta đã viết nên. Tôi mong rằng mọi người sẽ sớm nhận ra điều này và yêu quý, coi trọng bản thân, sống hết mình từng giây, từng phút, từng ngày. Để làm được điều này, chúng ta rất cần có những bước ngoặt để thay đổi chính mình, từ đó giúp mình trưởng thành hơn. Những bước ngoặt như thế trong cuộc đời chắc chắn không hiếm. Tuy nhiên, nếu không biết nâng cao năng lực tiếp nhận, thì cho dù có những bước ngoặt, chúng ta cũng sẽ bỏ phí một cách vô ích. Chắc chắn sẽ có sự khác biệt rất lớn khi viết nên vở kịch nhân sinh cho cuộc đời giữa người sống không có ý thức về mục đích sống và người sống nhiệt tình, sống hết mình, có mục đích sống. 2. Tìm kiếm mục đích của cuộc đời. Số người trẻ đánh mất mục đích của cuộc đời và sống nhanh, sống thoáng qua, sống hời hợt, sống phù du, tạm bợ đang tăng lên. Khi làm việc, họ có suy nghĩ làm việc chỉ để nhận lương trang trải chi phí cho cuộc sống hàng ngày. Cũng có nhiều người tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống trong những thú vui và sở thích. Bởi vì đó là xu hướng của thời đại, nên có lẽ không thể thay đổi được. Nhưng nếu chỉ như thế thì chắc chắn, cuộc đời bạn sẽ trở thành một cuộc đời vô nghĩa, trống rỗng, vì đó chưa phải là một cuộc sống thực sự có ý nghĩa. Những điều đó có thể đem lại cho chúng ta nhiều niềm vui trong thời gian ngắn, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta nên tìm kiếm cho mình một mục đích sống cao hơn. Ngay cả bản thân tôi cũng từng như vậy. Cách sống của tôi đã khiến mọi người nghĩ rằng tôi rất thích công việc, cố gắng đóng góp, cống hiến cho thế giới và coi đó là niềm hạnh phúc của bản thân. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng dù thời đại thay đổi thế nào đi nữa, thì ý nghĩa thật sự của cuộc sống cũng không phải là cái mà tất cả chúng ta đang tìm kiếm. Vì dù thế giới này có thay đổi, thì bản chất luôn hướng thiện của con người vẫn sẽ không thay đổi. Sẽ có người phản đối quan điểm này của tôi. Tôi xin giải thích cụ thể quan điểm này. Những người từ 35 tuổi trở lên có thể nói đã tích lũy được ít nhiều kinh nghiệm sống. Nhưng có nhiều người đã đánh mất sự tự tin vì họ nghĩ rằng thế giới đã thay đổi. Chuyện cũ không phù hợp. Nếu kể về những câu chuyện của mình thì thật buồn cười. Tôi không tán đồng lối suy nghĩ này.
Tôi nghĩ rằng nếu kể chuyện về cách sống của bản thân tôi thì chắc vẫn được các bạn trẻ cùng chia sẻ, hưởng ứng. 3. Sống bằng sự phân tranh, thắng thua, một trợ cách nhiệt tình, sống hết mình, đời là một cuộc chơi. Tôi hoàn toàn không thực hiện một cuộc đua ngựa hoặc một cuộc xe đạp nào. Trên vũ đài có tính chất lâu dài gọi là nhân sinh, thì mỗi ngày chúng ta đang sống, không phải nói chính xác là mỗi phút giây, mỗi khoảnh khắc mà ta sống cần có suy nghĩ đúng đắn về sự thắng thua. Tôi nghĩ rằng nếu thắng hay thua trong cuộc chơi nào đó chỉ như một chiến dịch ngắn hạn thì hoàn toàn không có ý nghĩa và sự hứng thú. Nếu suy nghĩ rằng vì ta đang chơi trò chơi lớn gọi là canh bạc cuộc đời mà chính ta đang đặt hy vọng vào thì không còn cách nào khác là phải yêu thích, tìm niềm vui trong chính công việc mà ta đang làm. Chẳng hạn, khi làm việc, nếu bạn cảm thấy đó là công việc bị bắt làm, không hứng thú thì ngày qua ngày, cảm giác ấy sẽ càng ức chế, buộc bạn phải đi tìm niềm vui khác. Tôi không có ý muốn nói mọi người là phải trở nên mẫu mực như các vị thánh nhân, quân tử, cũng không nói rằng vì ham chơi nên là người vô dụng, người keo kiệt thì không nên kết bạn. Kết bạn và chơi với người không cùng sở thích cũng không sao. Mỗi người đều có một điểm mạnh riêng, và nếu chơi với nhau mà có thể bổ sung thêm những điểm tốt cho cuộc sống của bạn thì đó là một điều tuyệt vời. Nhưng thực tế điều này rất khó. Nếu chúng ta không tự tìm kiếm niềm vui trong công việc và để mình bị lôi vào những thú vui trước mắt thì chúng ta rất dễ đánh mất đi mục đích sống ban đầu. Đây là điều không được quên. 4. Nắm bắt cơ hội suy nghĩ về cuộc đời. Trẻ em ở Mỹ được sống tự do, cởi mở, thoải mái cho đến tận cấp 3 có lẽ là do quan điểm trong giáo dục nhằm nuôi dưỡng bản chất con người. Ở lứa tuổi này, trong trẻ luôn tồn tại ý thức muốn làm gì đó. Tức là tôi nghĩ đã có sự giáo dục ý thức về mục đích của cuộc sống. Và khi đã vào đại học, đa số các em liền bắt đầu học tập nghiêm túc trên nền tảng học vấn cơ bản cần thiết để đạt được mục tiêu. Học sinh Mỹ có ý thức rõ ràng về tính mục đích và học vấn mà họ đang theo học. Các trường học Nhật đã không đặt nền tảng để giúp trẻ thiết lập nên mục tiêu của cuộc đời mình. Ngay cả giáo viên cũng đang dạy chỉ với mục tiêu giả tạo để đối phó với những bài kiểm tra, thi cử. Có nhiều người trở thành giáo viên bằng cách nào đó, họ thành giáo viên bất đắc dĩ. Cho nên không thấy lạ khi mục đích sống của họ không có. Chính bản thân họ sống thiếu lửa nên không thể truyền lửa, nhiệt huyết, nhiệt tình cho học sinh về việc thiết lập mục đích sống. Dành thời gian suy nghĩ, mình sẽ trở thành người như thế nào? Nên lựa chọn một cuộc sống ra sao? Rất cần thiết, vì nó là chìa khóa, là cánh cửa dẫn lối chúng ta bước vào đời. Suy nghĩ này sẽ dẫn dắt chúng ta thiết lập nên mục đích sống của bản thân. Người có mục đích sống rõ ràng và người không có mục đích sống chắc chắn sẽ có sự khác biệt lớn. 5. Công thức thành công trong công việc và cuộc sống: có suy nghĩ, cộng nhiệt tình, cộng năng lực. Nếu đó chỉ là một người có năng lực bình thường, liệu có cách nào để họ làm được những điều lớn lao bằng cách áp dụng công thức này không? Khi tôi được hỏi vậy, tôi đã trả lời bằng chính kinh nghiệm của bản thân. Năng lực bao gồm cả sức khỏe, tinh thần, chứ không phải chỉ là trí tuệ. Năng lực là thứ trời cho, sinh ra vốn có. Nhưng sự nhiệt tình chỉ có thể tạo ra bằng ý chí của bản thân. Năng lực và nhiệt tình có thể chia cấp độ từ 0 đến 100. Nếu bạn đạt được những thành tích cao hay đặt cược điều đó bằng chính năng lực của mình, bạn sẽ thấy rằng có rất nhiều người đã đạt được những kết quả tuyệt vời bằng sự nỗ lực và đam mê mãnh liệt. So với những người không cố gắng nỗ lực và những người luôn suy nghĩ rằng mình không thể, mình không có khả năng, thì đã có sự khác biệt. Cuối cùng là cách suy nghĩ. Cách suy nghĩ chính là thái độ sống của mọi người. Tôi chia thái độ tích cực và tiêu cực, cũng với cấp độ từ 0 đến 100. Thái độ tiêu cực đó là sự hoài nghi, oán ghét thế giới, có khuynh hướng phủ định tất cả mọi thứ. Nếu sống như thế, thì sẽ rơi vào tình trạng tiêu cực. Bạn sẽ khó đạt được gì trong công việc và cuộc sống nếu chỉ có năng lực và ý chí mà không có thái độ sống đúng đắn. Chỉ khi suy nghĩ tích cực, bạn mới có thể tạo ra sự thay đổi lớn trong cuộc đời. 6. Thực hiện giấc mơ.
Thế hệ trẻ luôn mang trong mình những khát khao, hoài bão, mơ ước, muốn làm một điều gì đó lớn lao. Tuy nhiên, tôi muốn các bạn hiểu rằng điều đó cần sự nỗ lực không ngừng. Nếu không có sự nỗ lực, thì ước mơ vẫn mãi chỉ là ước mơ, không bao giờ thành hiện thực. Những chuyến đi trong hành trình cuộc đời không phải là những chuyến đi toàn là niềm vui. Để thực hiện chuyến đi ấy, ta phải đi bằng chính đôi chân của mình và chỉ còn cách là phải đi bộ, chạm chân xuống đất. Nghĩa là phải thực tế, không quá mơ mộng ảo huyền, viển vông. Để giấc mơ thành hiện thực, thì phải nghĩ đến việc làm sao, bằng cách nào thực hiện điều đó. Và đâu là con đường ngắn nhất để chạm tay vào giấc mơ? Hãy bước đi từng bước một, giống như con sâu đo, rất chậm mà chắc. Đây chính là thái độ thử thách với những điều lớn lao. Cũng có những người cho rằng nếu bước từng bước một, thì bước đi rất chậm, mất nhiều thời gian. Do vậy, có khi cả đời không thể làm được điều gì lớn lao. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Tích tiểu thành đại, kết quả của những tích lũy dần dần, từng bước sẽ là bước đệm để tạo ra những thành công lớn. Sự lan tỏa và liên kết ấy, đến một lúc nào đó sẽ dẫn chúng ta đến một tầm cao mà chính chúng ta cũng không thể tin được. Dù là cá nhân hay tổ chức, thì đây cũng là một phương pháp chắc chắn duy nhất để biến giấc mơ thành hiện thực. 7. Nhìn kỹ chính mình. Con người có lẽ không thông minh lắm. Mỗi lần nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ sống thiếu trách nhiệm, thì tôi đều cảm thấy rất hối tiếc. Khi đó, nếu mình đừng sống hời hợt, vô trách nhiệm, thì đã tốt biết mấy. Khi còn trẻ, muốn làm gì đó, chúng ta thường được cha mẹ khuyên bảo, góp ý. Nhưng khi làm cha mẹ, chính chúng ta cũng nhiều lúc cảm thấy hối hận mỗi khi nhớ lại thời trẻ của mình. Chính nỗi đau và những thất bại khi còn trẻ mà họ muốn cho con cái mình không lặp lại sai lầm ấy, nên họ đã rất nghiêm khắc và lặp đi lặp lại điệp khúc nhắc nhở, chú ý đến hành vi của con trẻ. Cha mẹ, con cái, tất cả mọi người đều đang lặp lại những điều giống nhau trong cuộc đời. Đó là cảm giác hối tiếc. Giá lúc nhỏ biết trước như thế này thì tốt quá. Nhưng những điều xảy ra không ai biết trước được và mọi người đều giống nhau, thường lặp lại thất bại. Tuy nhiên, ngược lại thì chính những thất bại, khó khăn khi còn trẻ, nếu được phát huy tốt qua việc giáo dục, sẽ có thể là những kinh nghiệm quý báu, có ích trong cuộc sống sau này. Nhưng để làm được điều đó, chúng ta phải thành thật nhìn lại chính bản thân mình. Điều này có thể nói ngắn gọn là cần một cái tâm hướng thượng để kiểm điểm và đánh giá một cách nghiêm khắc chính bản thân mình. 8. Mở ra con đường. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã từng nghĩ mình thật bất hạnh. Nhưng nhìn lại những năm tháng đã qua, tôi cũng không có ít niềm vui và hạnh phúc. Tôi đã có bước đi đầu tiên trên hành trình cuộc đời. Đó là khi bắt đầu làm việc trong một công ty nhỏ tại Kyoto. Ở đó, những khó khăn mà tôi gặp phải như lương trả chậm, không có tiền thưởng, triển vọng tương lai lại không có, đã khiến tôi chán nản nên tôi đã quyết định nghỉ làm. Tuy nhiên, vì được anh trai khuyên và do tình hình công ty cũng như hoàn cảnh gia đình tôi lúc đó mà tôi không thể nghỉ. Tôi chỉ còn cách là tiếp tục làm việc và suy nghĩ. Phải cố gắng tìm niềm vui trong công việc hiện tại chứ không phải là thích hay là không. Trong hoàn cảnh đó, nếu không còn cách nào khác, chính bản thân bạn phải tìm cho mình một lối thoát bằng cách mở ra một con đường. Tôi tiếp tục ở lại làm việc trong công ty đó và tôi dành thời gian, tâm trí, tập trung nghiên cứu. Sau một thời gian, đã đạt được kết quả tuyệt vời. Vì đó là một công ty không có nhân tài xuất sắc, nên tôi đã trở thành nhân vật nổi bật và được cấp trên khen ngợi, ủng hộ. Điều này cũng khiến tôi gặp trở ngại vì xuất hiện những đối thủ, cạnh tranh. Nhưng cũng nhờ đó mà tôi lại phải nỗ lực hơn nữa. Tôi đã liên tục nhận được sự khen ngợi. Tất cả điều đó đã đem lại những chuyển biến lớn cho cuộc đời tôi. Tôi tự nhủ rằng, nếu ngay từ đầu tôi gặp được môi trường và những điều kiện thuận lợi, thì không có tôi của ngày hôm nay. Cuộc đời nếu không thử nhìn xa, nhìn rộng, thì sẽ không thể hiểu được hình ảnh thật sự của nó. Chương 2. Để tìm thấy niềm vui trong công việc. 1. Tạo ra ý nghĩa trong cuộc sống. Thế nào gọi là làm việc theo đúng nghĩa của nó? Ấn tượng đầu tiên khi nhắc đến từ làm việc
đó là vì cuộc sống bản thân hoặc vì kiếm tiền để nuôi gia đình. Nhưng những người được sinh ra trong gia đình giàu có thì không cần làm việc hay sao? Thỉnh thoảng không làm việc thì cũng không sao, nhưng nếu ngày nào cũng lười biếng, không có gì để làm thì tôi thấy thật buồn chán. Tôi cho rằng con người làm việc không phải chỉ đơn giản để nhận tiền lương, mà còn để thỏa mãn cảm giác tinh thần. Nói cách khác, đó là làm việc để tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời. Sẽ rất khó khăn khi chúng ta phải tập trung làm một công việc trong thời gian đầu. Nếu đây là công việc bắt buộc phải làm thì tâm lý chán và cảm thấy không thích, khổ sở càng tăng. Làm việc với cảm giác bắt buộc thì không thể kéo dài được lâu, nên chúng ta cần sự thay đổi trong suy nghĩ để tìm thấy ý nghĩa trong công việc. Hãy tìm cách yêu thích công việc mình đang làm. Hãy tự nhủ với bản thân mình rằng tôi thích công việc này, và để cho tâm mình dần dần tự cảm ứng với điều đó. Việc bạn có sự say mê, thích thú công việc nào đó trong suốt cuộc đời hay không sẽ quyết định cuộc đời của bạn hạnh phúc hay là bất hạnh. Do vậy, bản thân chúng ta cần phải thử nhìn nhận, xem xét, suy nghĩ lại về quan niệm nghĩa vụ làm việc. 2. Yêu thích công việc. Tôi nghĩ nhiều người cũng có suy nghĩ, mình không muốn làm việc ở công ty này nữa. Bản thân tôi cũng vậy. Thật sự đó là giai đoạn rất khó khăn. Cảm giác đó giống như lúc khổ cực, thức thâu đêm để học thi vậy. Cũng rất nhiều lần tôi nghĩ đến việc bỏ trốn để đi đến một nơi nào đấy. Sau khi nghỉ việc, tôi đã dành rất nhiều thời gian suy nghĩ và thức tỉnh. Vì nếu tìm một chỗ làm việc mới thì chưa chắc nơi đó đã là thiên đường như tôi mong chờ. Mới nghỉ làm ở công ty có 3 ngày mà tôi đã cảm thấy không chịu được và rất muốn làm việc. Công việc càng bận rộn, trách nhiệm càng nhiều, tôi càng thấy vất vả, thì lại càng thấy ý nghĩa của cuộc sống. Tình yêu này đã trở thành nguồn động lực giúp tôi đi tiếp, và tôi đã sống trong trái tim yêu thương của mọi người. Nhìn xung quanh, chúng ta sẽ thấy có người đau khổ, bất hạnh, tưởng chừng khiến con người tuyệt vọng. Nhưng nếu chúng ta cố gắng tìm cách vượt qua nó và tìm niềm vui trong công việc hiện tại sẽ vơi bớt dần đau khổ. Bất kể ai thành công cũng có chung một điểm: họ cảm thấy vui sướng tột cùng, say mê, yêu thích chính điều họ đang làm và chỉ tập trung vào điều đó. 3. Tập trung vào một việc duy nhất. Tôi nghĩ rằng bằng việc tập trung cao độ vào một việc duy nhất ở từng thời điểm sẽ giúp ta làm tốt nhất điều đó và đặt bước đầu đạt đến chân lý, cũng như có thể lý giải và hiểu thấu tất cả mọi điều trong vũ trụ. Cụ thể là khi làm việc trong công ty, nếu chúng ta tập trung vào một công việc nào đấy trong suốt một thời gian dài, lắng nghe lời khuyên từ những người có kinh nghiệm và trình độ kỹ thuật tuyệt vời, thì chúng ta sẽ nhận được những câu chuyện rất bổ ích. Ngoài ra, những câu chuyện ở những lĩnh vực khác nhau, do những vị thầy tu có những cách tốt và sự tu luyện lâu năm kể, cũng sẽ giúp cho chúng ta giải thích về những chân lý tuyệt vời. Những bài nói chuyện của các tác giả, những nhà nghệ thuật có sự hiểu biết chuyên sâu về một lĩnh vực nào đó cũng rất bổ ích. Nó giúp khai sáng và mở mang kiến thức sự hiểu biết của chúng ta. Những sinh viên vừa tốt nghiệp, sau khi vào làm ở công ty, nó bị bắt làm những công việc đơn giản như pha trà, photo. Suốt trong một thời gian dài thì cảm thấy lo lắng. Chỉ làm công việc như thế này thôi sao? Và họ sẽ nói, tôi muốn làm một công việc khác. Đây chính là một sai lầm. Việc biết rộng nhưng không chuyên sâu về một việc giống như là hoàn toàn không biết gì cả. Tôi tin rằng bằng việc tìm kiếm và nghiên cứu chuyên sâu vào một việc thì chúng ta có thể thông suốt mọi thứ, vì bản chất thực sự ẩn sâu trong tất cả mọi điều đều có những chân lý như nhau. Tập trung nghiên cứu và làm tốt một việc nào đó có thể là chìa khóa giúp ta hiểu mọi điều. Tôi muốn mọi người đừng quên điều này. 4. Sáng tạo và đổi mới từng ngày. Dĩ nhiên là khi mới vào làm một công ty nào đó, bạn sẽ khó có khả năng được giao cho một công việc tốt ngay từ đầu. Do vậy, điều đầu tiên là chúng ta cần đón nhận những công việc được giao bằng sự vui vẻ, làm tốt nó bằng sự nhiệt tình, chân thành nhất và phải kiên trì liên tục. Tuyệt đối không có tư tưởng chán nản mà từ bỏ, vì điều này sẽ khiến chúng ta không thể chạm đến chân lý tuyệt vời. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta chỉ kiên trì làm công việc mà mình được giao lúc đầu đến hết đời. Bất cứ việc gì, chúng ta cũng phải vừa kiên trì, nỗ lực không ngừng và phải suy nghĩ làm như thế này đã tốt hay là chưa. Ngoài ra, tuy làm cùng một việc nhưng không được làm bằng một phương pháp, một kiểu suy nghĩ.
Cho dù đó là điều nhỏ nhưng cần xem xét, suy nghĩ, tự hỏi mỗi ngày, thế này đã tốt hay chưa? Nếu lặp đi lặp lại điều này trong suốt một thời gian dài, thì chắc chắn bạn sẽ đạt được những tiến bộ đáng kể. Sau khi được chỉ dạy những điều cơ bản, nếu tự bản thân bạn chịu khó tiếp tục học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu để làm tốt công việc, thì đó chính là sự sáng tạo. Cuộc sống nếu không có sự sáng tạo và đổi mới hàng ngày, thì sẽ không có sự tiến bộ và phát triển. 5. Thực hành yêu thương. Cuộc sống của người dân ngày càng đầy đủ, nên thời gian rảnh rỗi dành cho cá nhân cũng dư dả hơn và thời gian làm việc được giảm bớt. Vì thế, khuynh hướng muốn tận hưởng niềm vui cuộc sống của mọi cá nhân cũng tăng lên mạnh mẽ. Đây là trào lưu chung của thời đại, nhưng tôi nghĩ rằng vẫn phải làm việc hơn nữa. Đó là phải thực hành yêu thương, làm nhiều việc thiện. Tôi tin rằng đây mới chính là ý nghĩa thực sự của cuộc đời. Điều này có nghĩa là những lợi nhuận mà chúng ta đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt, cực khổ để kiếm được thì không chỉ nên sử dụng cho chính bản thân, mà nên đóng góp một phần vào việc nộp thuế, dùng nó đem lại niềm hạnh phúc cho mọi người. Trong cuộc sống vẫn còn rất nhiều người nghèo, khó khăn và họ vẫn cố gắng nỗ lực vươn lên mỗi ngày. Nhiều nơi trên thế giới vẫn còn rất nhiều trẻ em thiếu ăn, chết đói và cần sự giúp đỡ. Tôi nghĩ nếu có thể làm gì đó giúp đỡ họ, dù là việc nhỏ, dù là gián tiếp, thì đó là điều rất nên. Và làm việc như vậy thực sự là điều rất tuyệt vời. Tôi tin rằng mọi người sẽ tự hiểu được ý nghĩa của việc thực hành yêu thương với mọi người xung quanh, từ đó càng ngày càng nỗ lực làm nhiều điều tốt hơn. 3. Để vượt qua khó khăn. 1. Trước hết là suy nghĩ. Năm 1965, tôi đã có cơ hội được nghe diễn thuyết về phương thức kinh doanh kiểu đê chắn sóng của Matsushita Konosuke. Phương pháp này đề cập đến việc kinh doanh dự trữ, Management of Margin, cũng giống như việc làm sao để tạo ra một con đê chắn sóng và chứa sẵn một lượng nước nhất định trong đó. Khi đó, có người đặt câu hỏi như thế này. Tôi rất ấn tượng về phương thức kinh doanh này, nhưng nếu hiện tại không có vốn dự trữ thì nên làm thế nào? Matsushita đã trả lời, phương pháp này ngay cả tôi cũng không biết. Mặc dù không biết, nhưng tôi không nghĩ rằng phải có vốn dự trữ mới tiến hành được. Mọi người nghe nói vậy thì đều cười, thật buồn cười. Không trả lời được và không biết sao lại diễn thuyết cho người khác nghe. Tuy nhiên, những điều ông nói khi ấy đã để lại trong lòng tôi một ấn tượng sâu sắc. Khi đó, Matsushita giải thích rằng vì cách làm này trước giờ chưa ai nghĩ đến, cho nên nó có đúng hay không thì tôi chưa rõ. Đối với những gì gọi là lý tưởng thì luôn có khoảng cách từ suy nghĩ đến hiện thực. Vì nghĩ như thế này nhưng thực tế có thể rất khó thực hiện. Những suy nghĩ, ý tưởng trong đầu có thể gặp những trở ngại khi thực hiện. Tôi cho rằng nếu chúng ta không tin vào bản thân thì chúng ta cũng không thể nỗ lực làm được việc gì. Khi vẽ ra trong đầu những ước mơ, hoài bão, khát vọng, cháy bỏng thì trong tâm chúng ta cũng phải có lòng tự tin sẽ thực hiện được điều đó. Sự quyết tâm sẽ giúp chúng ta có đủ tự tin và sức mạnh để vượt qua mọi thử thách, khó khăn và sẽ đạt được nhiều điều như mong muốn. 2. Đột phá qua rào cản. Khoảng cách giữa người thành công và người không thành công chỉ mong manh như tờ giấy. Người không thành công hoàn toàn không phải là người không có khả năng. Ở một số người chúng ta cũng có thấy họ có điểm giống như những người thành công, đó là sự nhiệt tình và nỗ lực. Nhưng tại sao có người thành công còn người khác lại thất bại? Vậy đâu là sự khác biệt? Cũng có những người nghĩ rằng thế giới này như vậy là bất công. Nhưng đối với cả hai kiểu người này, như tôi đã nói, khoảng cách khác biệt rất ít. Tuy nhiên, để vượt qua được khoảng cách ấy rất là khó khăn. Nuôi dưỡng ước mơ bằng niềm tin và kiên định. Số 3. Tôi nghĩ rằng chúng ta ai cũng có lúc gặp phải tình huống khiến mình hành động mù quáng, thiếu sáng suốt. Đó là khi chúng ta muốn làm một việc gì nhưng lại gặp phải những khó khăn như điều kiện xã hội, điều kiện kinh tế. Và khi hiểu rõ tình huống mà chúng ta gặp phải thì không ít người có suy nghĩ rằng chúng ta không thể làm được. Nhưng đối với những người có ý chí kiên quyết thì họ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc mà cố gắng suy nghĩ để tìm mọi cách khắc phục khó khăn. Đối với họ, trở ngại nào cũng không khiến họ chùn bước và họ luôn nỗ lực tìm giải pháp để tháo gỡ những vấn đề họ đang gặp phải.
Và chính trong sự nỗ lực ấy, những sáng tạo được sinh ra. Khi bị đặt trong tình huống khó khăn, thì người hành động thiếu sáng suốt dù hiểu nguyên nhân của những vấn đề đó nhưng không tìm ra cách giải quyết, mà chỉ vội suy nghĩ là không thể. Ngược lại, những người ý chí sắt đá sẽ không chịu dễ dàng bỏ cuộc, mà họ sẽ cố gắng tìm ra cách giải quyết vấn đề với sự sáng tạo và nỗ lực không ngừng. Có thể nói, khi hiểu ra tình huống không có lợi cho mình, thì sự khác biệt giữa người hay lập tức bỏ cuộc, không tiếp tục thay đổi ước mơ của mình và người dám đột phá ngay trong chính khoảnh khắc khó khăn ấy. Theo tôi, đây chính là điểm khác biệt giữa người có những thành quả tuyệt vời, người dám đương đầu khó khăn và với những người bình thường. 4. Giải phóng nguồn năng lượng. Nếu không có sự thử thách một cách tích cực với những lĩnh vực mới, thì công ty và ngay cả bản thân chúng ta cũng không có một tương lai tốt đẹp. Tuy nhiên, trong lĩnh vực mới thì việc phát triển kỹ thuật, khai thông thị trường là rất khó. Ở đó, chúng ta sẽ đối diện trực tiếp với vô vàn khó khăn, không thể lường trước và những trở ngại mà chúng ta chưa có kinh nghiệm. Do vậy, để vượt qua những khó khăn, rào cản đó, rất cần một nguồn năng lượng dồi dào. Tôi thường được gọi là người say mê công việc một cách điên cuồng. Nhưng tôi cho rằng sự say mê đó chính là nguồn năng lượng giúp tôi vượt qua những khó khăn, trở ngại. Nguồn năng lượng ấy là sự nhiệt tình mà đối với việc chúng ta làm. Ngọn lửa nhiệt tình này phải làm sao để nó phát ra năng lượng tối đa và bốc cháy cùng với một ý chí, niềm tin kiên định không lùi bước trước những khó khăn. Đây là điều kiện cần thiết cho những thử thách. Thuật ngữ cuồng mà tôi sử dụng nhưng muốn ám chỉ đến tình trạng nguồn năng lượng tràn đầy dồi dào như thế. Nguồn năng lượng tiềm ẩn trong chúng ta là vô hạn. Do vậy, cần tìm cách khai thác nó để thu được những thành tựu trong những lĩnh vực mới. 5. Đối mặt trực diện với khó khăn. Khi gặp khó khăn, chúng ta phải tìm cách giải quyết và không được trốn chạy. Chúng ta phải có dũng khí đối diện với nó. Tuy nhiên, trong những tình huống khó, chúng ta thường hay gặp phải rào cản tâm lý lo sợ, bỏ cuộc, nên rất cần một tinh thần thép, ý chí vững vàng. Dù thế nào cũng sẽ tìm ra cách giải quyết. Phải giữ sự bình tĩnh. Trạng thái đó giống như vẻ mặt không hề biến sắc khi đang tu hành của một nhà sư. Ngoài ra, bạn cũng phải nắm bắt toàn bộ mọi điều và phải quan sát, nhìn nhận sự vật, hiện tượng bằng con mắt khách quan. Nếu chúng ta nhìn sự vật bằng con mắt chủ quan theo cảm tính, thì sẽ không tìm ra bản chất của sự vật hiện tượng. Ngoài ý chí kiên định, dù có khó khăn nhưng nhất định sẽ làm được, thì chúng ta còn cần một thái độ trung thực, thành thật để có thể xem xét, nhìn lại sự phức tạp của sự vật, hiện tượng xung quanh. Nhờ đó, chúng ta có thể nhìn lại những điều đã trải qua và tìm ra những sai lầm. Tôi gọi vui đó là lời cảnh báo thầm thì của thần thánh. Trong những tình huống phải đối mặt và nhận được lời cảnh báo, nếu chúng ta vẫn giữ thái độ bảo thủ, không chịu thay đổi suy nghĩ, thì sự sáng tạo sẽ không được sinh ra. Để có được sự sáng tạo, đổi mới, có thể làm thay đổi cục diện và chuyển biến tình hình, thì chúng ta cần có thái độ đúng đắn khi đối diện với những khó khăn. 6. Đừng đánh mất hy vọng. Cho đến bây giờ, tôi vẫn tin rằng hiện thực sẽ xuất hiện đúng như những gì mình nghĩ. Khi mới đi làm, mọi việc đều không trôi chảy, thuận lợi, khiến tôi đã có lúc định bỏ cuộc. Nhưng trong những lúc khó khăn, tôi đều đã giữ được sự tỉnh táo và không đánh mất hy vọng. Tôi nghĩ đó cũng chính là lý do để có tôi của ngày hôm nay. Hồi đó, tôi đã sống trong một căn phòng rất tồi tàn ở tầng 2 ký túc xá của công ty. Đó là một căn phòng rộng, chừng 10m2, không có giường, không chiếu, mà phủ đầy rơm, không có lò sưởi. Tôi phải mang nồi và bếp than đến để tự nấu ăn mỗi ngày. Thời gian mà công việc nghiên cứu ở công ty và quan hệ với đồng nghiệp không tốt, thì tôi thường một mình đi dạo ở con sông nhỏ đằng sau ký túc xá. Nơi đó có rất nhiều cây hoa anh đào. Tôi nằm dưới gốc cây và thường nghe ngao hát bài Furusato, aka quê cũ. Tâm hồn bỗng trở nên vô cùng thoải mái, nhẹ nhàng, thanh thản. Bao nhiêu đau khổ, buồn phiền đều biến mất. Nhờ sức mạnh của lời ca, tiếng hát mà tôi đã được tiếp thêm sinh lực để tiếp tục sống. Khi tâm hồn tôi thư thái trở lại, ngay ngày hôm sau, tôi đã quyết định quay trở lại công ty, tiếp tục làm việc và nỗ lực làm việc không ngừng. Ai cũng có sự phiền não, nhưng trong trạng thái đó, chúng ta phải tìm cách thoát ra, tìm cách thay đổi tâm trạng bằng niềm tin,
hướng về một ngày mai và đừng đánh mất hy vọng về tương lai phía trước. 7. Nâng cao độ sâu tâm hồn. Hironaka Heisuke vì giải được một vấn đề khó trong toán học nên đã vinh dự nhận giải thưởng Fields. Ông giải quyết dễ dàng vấn đề đó bởi vì ông đã tập trung vào một nhân tố. Hironaka từng nói, tất cả sự phức tạp của sự vật, hiện tượng đều chỉ là sự phản chiếu của những sự thật đơn giản. Trong xã hội, con người có thể thấy những phức tạp tạo ra là do một mạng lưới chằng chịt những mối dây liên hệ như quan hệ đồng nghiệp, quan hệ gia đình, quan hệ quen biết. Nhưng thật ra tất cả những điều ấy chỉ là sự phản ánh trong cái gọi là khuôn mẫu của cuộc sống và con người chúng ta. Tôi cho ví dụ cụ thể để các bạn dễ hiểu. Tại ngã tư các giao lộ, khi xe từ bốn phía cùng đổ dồn về thì chắc chắn sẽ xảy ra tình trạng kẹt, ứ động, không thể lưu thông. Nhưng nếu có thể thêm vào một nhân tố và tạo nên một giao lộ đa tuyến thì tình trạng kẹt sẽ không còn, nhờ đó xe cộ có thể dễ dàng lưu thông. Nghĩa là nếu nhìn trong khoảng thời gian hai chiều mà thấy được ở đó phản chiếu chiều thứ ba thì có thể thấy xe cộ sẽ bị đụng nhau. Nhưng nếu trong không gian ba chiều chúng ta chỉ thấy được bề mặt không gian hai chiều thì chắc chắn sẽ cảm thấy khổ sở và kêu than, sao kỳ lạ quá vậy. Cuộc sống và khuôn mẫu của con người cũng giống vậy. Những vấn đề phức tạp giống như cái bóng bao phủ lên sự thật giản đơn. Sự thật vốn ở trong tâm của chúng ta. Khi tâm của ta bị bấn loạn bởi sự phức tạp của sự vật, hiện tượng xung quanh thì để tìm ra lối thoát và sự thật, cách duy nhất là chúng ta phải tìm cách để tâm hồn mình thêm sâu sắc. 8. Tìm kiếm điều đúng đắn. Ngay từ khi còn trẻ, tôi đã thường tự hỏi, với tư cách là con người thì điều đúng đắn cần phải làm đó là gì? Và đã chú ý để tìm câu trả lời. Khi chúng ta gặp một ai đó dáng vẻ lam lũ, rách rưới, cơ cực thì hay có thái độ coi thường họ, chắc là người chẳng ra gì, và từng nghĩ là con người thì phải như thế này, như thế kia. Tâm lý muốn tìm kiếm điều đúng đắn đó chính là nhu cầu tự nhiên của con người luôn muốn tìm kiếm cái gọi là lý tưởng. Khi bị trượt trong kỳ thi đại học và thi tuyển vào công ty, tôi đã suy nghĩ là phải cố gắng học chăm chỉ hơn nữa để có thể vào trường và công ty có tiếng. Giai đoạn tôi bắt đầu tập trung vào việc nghiên cứu phát triển sản phẩm, vốn cũng thế. Trong tình hình không để thuê mướn người, tôi đã nghĩ rằng mình phải nỗ lực tự thân vận động và phải tìm cách làm sao tạo ra sản phẩm tốt nhất. Có thể nói, trong những lúc khó khăn, nghịch cảnh sẽ là sự thử thách đối với của bản thân chúng ta. Trong những lúc ấy, tôi vẫn kiên trì hướng tới lý tưởng mà bản thân đam mê theo đuổi và tìm cách để ngọn lửa nhiệt tình ấy luôn bốc cháy. Trong cuộc đời rất dài của chúng ta, chắc chắn sẽ có những thời kỳ khiến chúng ta dao động, đánh mất ý chí, phương hướng và có những lúc sẽ gặp những khó khăn, không mời, không đợi. Nhưng chính trong thời khắc như thế, chúng ta cần nhẫn nại, chịu đựng và nỗ lực không ngừng, hướng về mục tiêu và lý tưởng. Tôi tin rằng nếu có sự nỗ lực như thế, sự thành tâm và chuyên cần học hỏi, thì trời đất cũng phải đầu hàng. Không có khó khăn nào không thể vượt qua. 9. Không dễ bỏ cuộc, thỏa hiệp. Lúc mới đi làm, một người làm ăn mới như tôi đã gặp phải không ít những khó khăn, trong đó có vấn đề quan hệ với đồng nghiệp. Thậm chí là đã xảy ra các xung đột. Đã có lúc tôi cảm thấy mình rơi vào bế tắc, cô độc. Đúng lúc đó, trong đầu tôi hiện ra hình ảnh của một người vẫn tiếp tục cố gắng leo lên đỉnh núi cao, hiểm trở. Tuy không có kinh nghiệm và kỹ thuật, nhưng tôi đã suy nghĩ nhất định mình sẽ thử leo ngọn núi cao xem thế nào, khi đối mặt với vách núi treo leo, sừng sững đầy nguy hiểm. Đương nhiên, ai cũng có cảm giác sợ hãi, nên cũng có người bỏ cuộc và sẽ nói đó là vì hoàn cảnh xung quanh quá khó khăn. Tôi cũng đã nhận được lời khuyên của cấp trên là cần sự thỏa hiệp, nghĩa là đôi khi cần lùi một bước để tiến ba bước. Nếu đó là ngọn núi quá treo leo, hiểm trở, nhưng người leo lên không chỉ một mình mà là cả đoàn người, thì nên tìm chỗ nào men theo vách núi ít nguy hiểm hơn để tiếp tục cuộc hành trình, và đó là cách tốt nhất để cả nhóm cùng leo lên được đỉnh núi. Bản thân tôi lúc đó cũng chỉ là một người yếu đuối, thiếu kinh nghiệm trong cả công việc lẫn cuộc sống. Nên tôi đã nghĩ rằng, nếu dễ dàng thỏa hiệp và đi chậm chậm, từ từ lên núi,
thì cuối cùng cũng có thể lên núi. Hơn nữa, đối với những người khiến tôi tin và sống với cách sống đơn giản, thì tuy có sự nhẹ nhàng, thoải mái, nhưng tôi nghĩ rằng cũng có lúc họ không thực sự hạnh phúc. Nếu chúng ta có niềm tin kiên định rằng đó là điều đúng, thì cho dù có bất kỳ khó khăn nào, cho dù có gặp phải chông gai, trở ngại và phong ba bão táp trên con đường đi tới, thì chúng ta vẫn nhắm tới đích của hành trình mà vững bước để tiếp tục tiến lên. Đây là điều không bao giờ sai. 4. Để phán đoán đúng. 1. Chú ý đến cả những việc nhỏ nhất. Người ta thường nói, người có khả năng phán đoán chính xác thì có thể làm tốt công việc. Để có thể phán đoán chính xác chuyện gì sẽ xảy ra trong mọi tình huống, chúng ta cần quan sát nhạy bén. Chỉ có sự quan sát nhạy bén mới có thể giúp chúng ta hiểu rõ được bản chất của sự vật, hiện tượng. Và để có được sự quan sát nhạy bén thì cần phải tập trung tinh thần cao độ. Tập trung khi làm một việc gì đó chính là một thói quen. Người có thói quen tập trung sẽ dễ dàng tập trung khi làm bất cứ việc gì. Ngược lại, những người không có thói quen như thế sẽ rất khó tập trung tinh thần khi làm việc gì đó, dù là việc nhỏ. Bạn nên rèn cho mình thói quen phải tập trung vào việc nhỏ nhất và thực hiện điều đó. Cho dù đó là việc mình không thích, không cảm thấy hứng thú, nhưng nên nỗ lực cố gắng thực hiện điều đó. Đấy gọi là sự chú ý có ý thức. Trong cuộc sống hàng ngày, sự chú ý sẽ có ảnh hưởng đến sự phán đoán trong những tình huống khẩn cấp. Nếu mỗi ngày chúng ta đều rèn luyện sự chú ý này và tập thói quen quan sát kỹ lưỡng mọi vật, thì có thể đạt được sự cảm nhận sâu sắc, nghe thông nhìn thấu mọi việc và trở thành người có đầu óc phán đoán chính xác, nhạy bén. 2. Khơi dậy ý thức tiềm ẩn. Nếu có thể khơi dậy ý thức tiềm ẩn, thì chúng ta có thể sẽ đạt được khả năng phán đoán nhanh nhạy và tiến hành mọi việc một cách đơn giản, nhẹ nhàng. Ví dụ, trong trường hợp lái xe, khi đến khúc cua, khi đó tùy vào địa hình và tốc độ mà cách dùng tay lái sẽ khác nhau. Nếu đã quen và có kinh nghiệm lái xe, thì những tình huống sẽ được xử lý dựa trên sự phán đoán một cách vô ý thức, không mất nhiều thời gian. Điều đó là do những hành động đã được lặp đi lặp lại, đã trở thành một khuôn mẫu nằm tiềm ẩn trong đầu của chúng ta. Do thói quen đã được hình thành sẵn, nên trong những tình huống lặp lại, thì ý thức về một điều đã tồn tại trong tiềm thức sẽ xuất hiện và hành động của chúng ta sẽ rất là tự nhiên. Đối ứng như phản xạ không điều kiện, nhưng thực tế, đó là những hành động có ý thức. Về điều này, Matsuda, người được coi là kỳ thủ hàng nặng ở môn cờ Shogi, đã nói rằng, ở thời điểm quyết định, trận đấu diễn ra rất nhanh, nhưng đó là do trước đó có các nước cờ đã được tính toán rất kỹ lưỡng, tỉ mỉ. Những nước cờ đó có thể là do đã được rèn luyện qua hàng trăm lần và mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, cuối cùng mọi chuyện chỉ giải quyết trong khoảnh khắc. Đây cũng là một ví dụ về việc ý thức tiềm ẩn đã được khơi dậy. Những kinh nghiệm mà chúng ta tích lũy được trong cuộc sống sẽ tồn tại trong vùng bán cầu não ở vùng ý thức tiềm ẩn. Do vậy, những điều mà chúng ta tập trung chú ý, những hành động và thói quen lặp đi lặp lại, những trải nghiệm đã qua đều có thể khơi dậy khi chúng ta làm cho ý thức này sống dậy. Tuy nhiên, để có những kinh nghiệm phong phú, thì chính bản thân chúng ta phải tự tích lũy và làm việc gì cũng phải có sự tập trung chú ý cao độ, tập thói quen làm mà không cần suy nghĩ. Đây là một trong những phương pháp rèn luyện để khơi dậy ý thức tiềm ẩn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là không cần đến việc suy nghĩ nghiêm túc về thái độ sống đúng đắn, nghiêm túc hàng ngày và cần sự phán đoán nhanh, chính xác trong thời điểm cần thiết. 3. Thông suốt mọi chuyện. Người ta thường nói, hiểu thấu đáo câu chuyện, thông suốt mọi chuyện. Việc hiểu thấu đáo, thông suốt này chính là đặc trưng tinh thần của con người. Nó khác đi theo thuật ngữ triết học, thì nó chỉ ra khả năng phán đoán của một người nào đó. Mọi người sẽ có phán đoán khác nhau trong từng hoàn cảnh. Theo kinh nghiệm cá nhân, chúng ta có thể phán đoán tốt hoặc xấu. Nguồn gốc của phán đoán được coi là chuẩn. Đó có lẽ bắt nguồn từ những cái gọi là nguyên lý, nguyên tắc về đạo đức, luân lý. Nghĩa là những chung mực đúng đòi hỏi chúng ta phải tuân theo với tư cách là một con người. Vì vậy, khái niệm gọi là thông suốt không chỉ là sự thấu hiểu về những điều mâu thuẫn với những chung mực đạo đức chung, mà còn gồm cả những điều không phù hợp với tư cách là một con người và cần phải làm. Tóm lại, đấy không chỉ đơn thuần là những phán đoán trong đầu chúng ta, mà đó là sự cân nhắc về những điều cơ bản nhất
thuộc về tinh thần của con người và chúng ta cảm thấy hiểu thấu đáo vì thay cảm thấy nó hợp tình hợp lý. Người không thông suốt thì không thể làm được gì, vì chính họ cũng không biết cái gì gọi là tiêu chuẩn cơ bản của bản thân. Ngược lại, người thông suốt thì mọi chuyện đều hiểu thấu đáo, do vậy có thể thuyết phục được mọi người. Để phán đoán đúng thì phải thiết lập mục tiêu cho chính mình. 4. Lấy nguyên lý, nguyên tắc làm chuẩn. Chúng ta vẫn thường hành động theo một nguyên lý, nguyên tắc chuẩn nào đó. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên hành động và phán đoán chỉ dựa trên những cảm nhận chung hoặc những thói quen, kinh nghiệm thuộc về truyền thống, chuẩn mực đạo đức. Bởi nếu chỉ dựa vào những điều đó, thì khi gặp tình huống mới chúng ta sẽ cảm thấy lúng túng. Tôi cho rằng phán đoán và hành động tiếp theo là một nguyên lý, nguyên tắc làm chuẩn nào đó, không phải lúc nào cũng đúng trong mọi trường hợp. Dựa trên những nguyên lý, nguyên tắc nghĩa là lấy những điều được gọi là luân lý, đạo đức xã hội để làm nền tảng định hướng hành động của chúng ta. Có những phán đoán chính xác vượt qua cả phạm vi thông thường. Những người có khả năng phán đoán ấy, cho dù bị đẩy vào một thế giới xa lạ, chắc chắn cũng không hề bị rối bời và lung túng. Chẳng hạn, như việc bắt đầu và phát triển một lĩnh vực mới thì không phải là vì có kinh nghiệm phong phú, cũng không phải đã được trang bị những kiến thức nền tảng, mà do muốn khai phá những gì thuộc về bản chất của con người và dựa vào những phán đoán, dựa vào những cái gọi là nguyên lý, nguyên tắc. 5. Không để mất điểm khởi đầu. Trong tình huống leo núi hiểm trở hay tắc nghẽn tại ngã ba, nếu đánh mất tầm nhìn ban đầu thì sẽ gặp phải khó khăn. Do vậy, trong những tình huống đó, điều quan trọng nhất là bình tĩnh xem xét và quay trở lại điểm cơ bản đã bắt đầu. Điều này phù hợp với cả những lúc bắt đầu một lĩnh vực kinh doanh mới hoặc thử thách ở một lĩnh vực nghiên cứu mới. Trong những lĩnh vực mới, chúng ta từng đụng phải những khó khăn, trở ngại và thử thách, nhưng chính những điều đó là trở thành kinh nghiệm quý giá nếu chúng ta biết tìm ra cách giải quyết. Khi đặt vào những tình huống khó khăn, cách duy nhất là chúng ta phải đối diện trực tiếp và nỗ lực tìm ra biện pháp khắc phục. Chúng ta cần lường trước được chuyện gì trong lúc nỗ lực tìm cách giải quyết vấn đề, thì đến một lúc nào đó, vô tình chúng ta sẽ chệch khá xa so với mục tiêu ban đầu. Bản thân tôi cũng đã vượt qua biết bao khó khăn và thử thách. Đã nhiều lần tôi tự an ủi mình đã làm tốt rồi, và tự hài lòng. Chà, làm như vậy chắc là được rồi. Nhưng cuối cùng, thành công lại trở thành thứ xa vời với tôi. Qua nhiều lần như thế, tôi đã nhận ra rằng chúng ta cần sự phán đoán trong những lúc khó khăn và thử thách để không trở lại điểm ban đầu. Nhờ vậy, tôi có được thành quả như hôm nay. Dự tính trước điểm khởi đầu và phán đoán chính xác trên cơ sở, xem xét đúng bản chất của mọi sự vật, hiện tượng sẽ đem đến sự thành công ở những lĩnh vực mới mà chưa ai khám phá đến. 6. Nhìn thấy điều thiện. Để có phán đoán chính xác, chúng ta cần phải có nhận thức đúng đắn. Tuy nhiên, để có sự nhận thức đúng là điều rất khó, bởi vì chỉ một sự vật, hiện tượng xung quanh chúng ta mà có vô số cách nhìn khác nhau. Đó là do cách nhận thức, cách nhìn của người quan sát. Trong thực tế, không tồn tại sự thật một cách tuyệt đối. Người quan sát sự vật, hiện tượng chỉ nhìn và dựa vào cảm giác chủ quan của mình nên sinh ra những ảo giác không thật. Vì dựa trên cảm nhận chủ quan của bản thân mà trong cùng một sự thật duy nhất, nhưng có người phán đoán tốt, có người phán đoán xấu. Chúng ta vẫn đang trải nghiệm điều này trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ, một người làm việc siêng năng, suốt đời, nỗ lực làm việc hết mình, nhìn vào điều đó cũng có người cho là tốt. Nhưng cũng có người cho rằng nếu người đó chỉ biết đắm mình trong công việc mà không để ý đến gia đình và sức khỏe của bản thân, không vui chơi, giải trí, thì chưa hẳn đã là điều tốt. Tôi nghĩ rằng cả hai quan niệm này đều không đúng và có chỗ thiếu sót. Tôi cho rằng nếu chúng ta bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ, cảm nhận chủ quan, thì chúng ta nên tập cho mình thói quen nhìn mọi vật ở bản chất tốt của nó. Cách suy nghĩ nhìn mọi vật, mọi việc dưới góc độ tiêu cực sẽ khó có thể mang đến cho chúng ta cách giải quyết vấn đề về sự tự trưởng thành của bản thân. Tuy nhiên, những phán đoán và những nhận thức nếu được so sánh với những tiêu chuẩn có sẵn, vốn đã in sâu vào đầu óc của chúng ta, chắc chắn sẽ đem lại kết quả tốt. 7. Kiềm chế bản năng. Con người có hai thuộc tính tâm lý cơ bản là bản năng và lý tính. Những gì thuộc về nhu cầu tồn tại trong đời sống và sinh lý như ăn, uống, hít thở, vận động tay chân, cảm giác, suy nghĩ, bản năng sinh dục, lòng đố kỵ, tinh thần chiến đấu,
tất cả đều là bản năng. Đa số chúng ta đều dựa trên yếu tố bản năng này làm chuẩn để phán đoán và quyết định mọi việc. Nhưng nếu chỉ vậy, thì chúng ta sẽ không có sự khác biệt so với loài động vật và sẽ có những phán đoán sai lầm. Chúng ta cần biết kiềm chế bản năng của mình. Để kiềm chế bản năng, thì trong tâm chúng ta phải tạo một khoảng không gian và chính nơi đó sẽ sinh ra cái gọi là lý trí. Lý trí sẽ giúp chúng ta nhìn và xem xét, phán đoán mọi sự vật hiện tượng một cách khách quan và hợp lý. Điều quan trọng là khi phán đoán, hành động, thì lý trí chiếm tỷ lệ bấy nhiêu, nhiều hay ít. Việc kiềm chế bản năng rất khó, nhưng không phải là không thể. Người đánh mất bản năng thì không thể sống, không thể tồn tại như một con người đúng nghĩa. Do vậy, tôi không nói là phải bỏ đi cái gọi là bản năng, mà là phải điều tiết. Đừng để nó đi quá mức, và cần hạn chế đến mức thấp nhất để có thể thu được những nhu cầu về bản năng. Theo tôi, phương pháp tốt nhất để chế ngự bản năng, đó là nếu mỗi lần tâm chúng ta phát sinh ý muốn về một điều gì đó, có thể là một điều tốt, cũng có thể là xấu, thì tự mình phải liên tục hỏi lại và nói với chính mình rằng không được suy nghĩ tùy tiện như thế. Để xóa bỏ thói quen tâm lý bản năng này, chúng ta cần tìm cách làm cho lý tính trỗi dậy thật mạnh mẽ. Khi lý tính lấn át bản năng, chúng ta sẽ dễ dàng có sự phán đoán đúng đắn. 8. Thu hẹp trọng tâm của ý thức. Lý trí sẽ xem xét và phán đoán mọi việc dựa vào tính hợp lý. Để có thể sử dụng điều này, chúng ta cần tập trung và thu hẹp ý thức của mình vào một điểm duy nhất, giống như dùng gương để hồi tụ ánh sáng lại vậy. Dù làm bất cứ việc gì và trong bất cứ thời điểm, hoàn cảnh nào thì cũng cần suy nghĩ để ý đến điểm này. Vì này gọi là chủ ý, có chủ đích. Ngược lại với nó là sự không chú ý. Ví dụ, trong trường hợp bỗng nhiên có một tiếng động phát ra khiến ta quay lại một cách vô thức, đó là phản xạ tự nhiên. Con người vốn có những thói quen bản năng, nên nếu chịu khó rèn luyện thói quen chú ý và có chủ đích một cách liên tục, thì chắc chắn chúng ta sẽ tập trung được ý thức cao độ về một điều gì đó. Tuy nhiên, ngoài cái gọi là lý tính, thì còn một loại nữa là linh tính. Đó là trạng thái con người có cảm giác phán đoán rất chính xác về những sự việc cao siêu. Những dự đoán này không dựa vào bất kỳ nguyên lý, nguyên tắc nào, mà nó được sinh ra chỉ trong một khoảnh khắc. Tức thời nào đó, dựa hoàn toàn vào cảm tính, nhưng lại rất chính xác. Người ta nói rằng thành quả của nhiều người vĩ đại trong thế giới này là do đã có những lời tiên tri dự đoán trước tương lai của họ về cái gọi là tài năng bẩm sinh. Khi bị cuốn vào vòng xoáy của những khó khăn, cực khổ mà không tìm được lối thoát, chúng ta sẽ cảm thấy dường như mình đang được trời đất hoặc một vị thần thánh nào đó mặc khải. Chỉ lối dẫn đường chúng ta tìm được một thứ ánh sáng, một con đường để đi. Điều này cũng có thể gọi là linh tính. Nhờ vào linh tính mà chúng ta có niềm tin và say mê với điều đang làm, không sợ khó khăn mà lùi bước, luôn vững tâm hướng về phía trước. Nhưng tôi cho rằng khi đối diện với khó khăn thì điều quan trọng nhất là bản thân chúng ta phải luôn tự đặt câu hỏi: phải làm gì để đúng với tư cách của một con người? Và phải tìm cách nắm bắt, hiểu rõ hiện thực của sự vật hiện tượng. 9. Nhìn sự vật vì cái gì? Khi có tâm lương thiện và trong sáng, chúng ta có thể thấy bản chất sự thật của mọi việc. Đối với những người có tâm ích kỷ, tư lợi, thì sẽ nhìn sự vật hiện tượng rất phức tạp. Ví dụ, nếu tiến hành công việc dựa trên suy nghĩ tư lợi của bản thân, làm điều này có lợi ích gì cho mình hay không, mình sẽ được gì, thì chúng ta sẽ luôn phân tâm, đắn đo suy nghĩ, khó khăn tập trung hoàn toàn tâm toàn ý làm một việc gì. Để có thể mượn cớ rằng sự do dự là vì chúng ta muốn tập trung thể hiện tốt điều mình làm, nhưng cũng có khi vì quá tập trung mà việc giải quyết vấn đề trở nên chậm trễ. Đó chính là cái tâm ích kỷ. Cũng bởi những suy nghĩ quá mức, luôn đắn đo thế này hay thế kia, nên một việc đơn giản cũng bị chúng ta biến thành phức tạp. Chúng ta đừng suy nghĩ thiệt hơn nhiều quá, mà hãy nhìn mọi việc ở tầm bao quát rộng hơn, vì điều đó vẫn tồn tại trong mọi thứ xung quanh. Khi bản thân mình cảm thấy đó là điều không tốt, thấy mình sai, thì phải thẳng thắn thừa nhận là mình sai, mình không tốt. Nếu rèn luyện thói quen tự nhìn lại và đánh giá mình một cách trung thực, thì chúng ta nhìn thấy sự vật một cách đơn giản như bản chất của nó và không bị ảnh hưởng lo lắng, phiền não vì những đắn đo suy nghĩ thiệt hơn được mất. Cần dẹp bỏ, tránh xa lối suy nghĩ, tư lợi ích kỷ. Mình muốn làm vì mình vui. Mình muốn làm để thể hiện bản thân.
vì điều này sẽ khiến cho chúng ta không nhìn thấy được bản chất thật của sự vật hiện tượng. Và khi đối diện với sự thật, thì rất cần lòng dũng cảm, dám nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, không ngại nguy hiểm nguy lùi bước. Chính lòng dũng cảm ấy sẽ giúp chúng ta tìm ra cách giải quyết mọi vấn đề. 5. Để cải thiện, phát triển công việc. 1. Tiếp tục vẽ lên những giấc mơ. Tôi gọi chính mình là người đàn ông của những giấc mơ. Liên tục vẽ lên những giấc mơ gông cuồng về việc muốn làm một điều gì đó, hình như đã thành thói quen của tôi. Những mơ ước, khát vọng trong tôi cứ lần lượt được vẽ ra, dường như không có giới hạn và điểm dừng. Tôi đã từ từ thực hiện những điều ấp ủ trong đầu bằng việc nỗ lực không ngừng để phát triển sự nghiệp. Để biến ước mơ thành hiện thực không phải là điều dễ, không thể thực hiện chỉ trong một sớm một chiều, mà cần có thời gian và quá trình nỗ lực không ngừng. Tuy nhiên, để ước mơ, khát vọng không bị ngủ quên và rơi vào quên lãng, thì chúng ta phải liên tục nghĩ về nó và phải thường xuyên vẽ ra trong đầu những giấc mơ. Không cần vội vàng thực hiện giấc mơ của mình, mà chúng ta cần chậm nhưng chắc, hay thực hiện nó bằng cách mô phỏng từng bước qua từng năm, từng tháng, từng ngày. Điều này cần có một ý chí kiên định và lập trường vững vàng. Chúng ta cũng không cần quá bận tâm để ý đến việc làm sao để có một ý chí vững vàng theo đuổi mơ ước. Điều đó rất đơn giản. Nó sẽ tự động ăn sâu vào tâm trí chúng ta khi chúng ta tập trung chú ý vào một điều gì đó, ngay cả khi chúng ta vui chơi. Tôi nghiệm ra điều này từ chính bản thân mình. Chẳng hạn, khi dạo bộ trên những khu phố, nếu có những sự việc nào liên quan đến điều tôi đang quan tâm thì ngay lập tức gây ấn tượng mạnh mẽ với tôi. Hoặc khi tham dự buổi tiệc nào đó, ngay lập tức chúng ta sẽ để ý đến những nhân vật mà chúng ta cảm thấy họ sẽ giúp mình một thực hiện ước mơ. Nếu không có ý thức mạnh mẽ trong tâm, thì chắc chắn chúng ta sẽ đi lướt qua, bỏ qua sự vật, sự việc đó. Trong tất cả mọi sự vật, sự hiện tượng xung quanh đều ẩn chứa những cơ hội tuyệt vời, nhưng chỉ những người có ý thức cao độ, mãnh liệt về điều đó mới cảm nhận được. Đối với những người không có ý thức, mục đích, thì chắc chắn sẽ không nhìn thấy những cơ hội. Tuy nhiên, cơ hội luôn đi kèm với thử thách. 2. Tự đốt cháy chính mình. Vật chất có thể phân làm hai loại. Loại có thể tự bốc cháy và không thể cháy. Nhưng tôi nghĩ rằng có thể phân làm ba loại theo tính chất đó. Là loại vật cháy có thể tự bốc cháy và không thể cháy do tính chất cấu tạo của nó. Một loại nữa là loại có khả năng cháy được. Loại có thể tự bốc cháy, nếu đưa đến gần lửa thì cháy rất dữ dội. Loại không có khả năng cháy thì không thể cháy dù đặt vào lửa. Loại có thể cháy thì cần thêm một điều kiện nào đó làm nhân tố, chất xúc tác khi đưa lại gần lửa. Con người cũng vậy. Người có thể làm được mọi việc là người có ngọn lửa tự bốc cháy. Ngọn lửa của lòng nhiệt tình, nhiệt tâm là yếu tố cơ bản sẽ mang đến thành công. Đối với những người dù có lại gần lửa, được trao truyền một nguồn năng lượng để tỏa sáng, đó là những người có năng lực hạn chế, nhưng vẫn không thể tỏa sáng, thì đó là do họ không có khả năng tiếp nhận hoặc không thể cảm thụ được. Tôi muốn mọi người không chỉ biến mình thành ngọn lửa tự bốc cháy mà còn có thể dùng sức nóng ấy để lan tỏa, truyền nhiệt cho những người xung quanh. Tôi nghĩ rằng người cần nhất chúng ta, một tập thể, một cộng đồng, một công ty, một tổ chức, chính là người như ngọn lửa tự bốc cháy. Không nói quá lời, nhưng chính họ sẽ là người đem lại, trao truyền chất lửa và sinh khí cho người khác. 3. Làm việc bằng sự say mê. Một người khó có thể làm nên những chuyện đại sự, một cây làm chẳng nên non. Trong công việc rất cần sự chung sức, chung lòng của mọi người từ trên xuống dưới. Một người ở vị trí càng cao thì vai trò và trách nhiệm càng nặng, cho nên họ rất cần sự hiệp lực, chung sức với mọi người. Ngay cả khi chúng ta muốn công việc của mình thuận lợi, trôi chảy và để làm việc hăng say, thì rất cần sự trợ giúp của những người xung quanh. Làm việc hăng say không có nghĩa là chỉ biết mình và không biết đến người khác. Nghĩa là cũng có lúc chúng ta cảm thấy bản thân không thể làm tốt một việc nào đó. Nhưng nếu biết cách cuốn hút người khác vào vòng xoáy đam mê công việc ấy như mình, biết mượn sức lực và trí tuệ người khác giúp mình, thì chúng ta có thể giải quyết được công việc. Do vậy, rất cần sự chung sức. Trong công ty, chúng ta dễ bị cuốn vào vòng xoáy công việc giống như mạng nhện được giăng ở khắp nơi. Đôi lúc, chúng ta phải tìm cách thoát ra, không để mình bị vướng vào nó. Nhưng đôi lúc hãy để bị vướng vào. Nếu chỉ quá tập trung vào vòng xoáy công việc của bản thân mà không chú ý đến vòng xoáy công việc của tập thể xung quanh, thì chắc chắn không thể cảm nhận được niềm vui công việc và cũng không biết được cái hay của nó. Chúng ta có trở thành người có tính tích cực, chủ động và biết cách thoát ra khỏi vòng xoáy của chính mình hay không? Điều này liên quan trực tiếp đến kết quả công việc và nó sẽ ảnh hưởng đến sự thành công hay thất bại. 4. Trên sàn đấu sumo. Tôi luôn nói, túm lấy sumo ở chính giữa sàn thi đấu. Điều này nghĩa là khi làm việc gì, chúng ta cũng nên nghĩ rằng mình đang ở chính giữa vòng tròn của cuộc thi đấu sumo. Phải làm sao để không bị văng ra khỏi cái vòng tròn ấy,
Tôi nghĩ mọi người ai cũng đều có kinh nghiệm về việc thức khuya để học bài khi kỳ thi đến. Do sợ rớt nên cố gắng nhiều khi thức trắng để học thi, và cũng do quá gấp không học bài kịp nên nhiều người rất lo sợ, tuyệt vọng. Ngày thi luôn được quy định sẵn từ trước, nên nếu không muốn rớt, muốn được điểm cao, thì họ không phải đợi nước đến chân mới nhảy, mà phải chuẩn bị và học bài từ trước. Nhưng rất nhiều người đã không làm như thế. Trong môn sumo, cũng có người đã biết phát huy đòn chân để vật ngược trở lại, hạ gục đối phương. Tôi nghĩ rằng vị trí phù hợp nhất để thực hiện đòn chân đó là ở chính giữa sàn đấu. Thực ra, cuộc sống cũng giống vậy. Khi ở chính giữa vòng tròn của sàn đấu, chúng ta cảm thấy an toàn, nhưng nếu bị đẩy vào mép hoặc góc thì cảm thấy hoảng sợ và bế tắc. Nhưng chính những lúc tưởng chừng như nguy hiểm nhất, bế tắc nhất, ở trong tình thế như ngàn cân treo sợi tóc vô cùng nguy hiểm, thì chúng ta sẽ buộc phải dùng hết tâm trí, suy nghĩ nhằm tìm ra cách giải nguy. Khi đó, chỉ còn cách dùng toàn sức lực để mình không chỉ phải trụ vững trên sàn mà còn tấn công ngược trở lại đối phương. Tóm lại, trên sàn đấu sumo hay khi gặp phải tình huống khó khăn trong cuộc sống, chúng ta đều phải như vậy. Chúng ta hãy thử suy nghĩ về những khó khăn ấy và tìm cách đối diện trực tiếp với nó. Tôi nghĩ rằng càng trong hiểm nguy, khó khăn, chúng ta càng có dịp bộc lộ khả năng của mình. Nếu như chúng ta luôn luôn sống, làm việc trong môi trường quá nhàn nhã, an toàn, ít thử thách, sóng gió và biến động, thì cuộc đời chúng ta chắc cũng sẽ buồn chán, tẻ nhạt vì sự quá tĩnh lặng và bằng phẳng. 5. Thận trọng và dũng cảm. Có thể phân thành hai loại người chủ yếu là người nhút nhát, tỉ mỉ, tinh tế, hướng nội và người hoạt bát, cởi mở, mạo hiểm, hướng ngoại. Tôi cho rằng trong công việc cần thiết phải có sự cộng hưởng của cả hai loại người này. Xem kịch trên TV, chúng ta có thấy những kiếm sĩ ăn mặc rất sành sàng, vừa đi vừa ăn, vừa uống rượu. Nhưng khi họ phát hiện ra bước chân kẻ thù len lén phía sau thì xoẹt. Một cái nhanh như cắt, họ đã dùng gươm chém qua vai. Chúng ta thường rất thích thú khi thấy cảnh đó. Với những nhân vật dũng cảm, thì trong họ chắc chắn có một phần gọi là sự nhạy cảm và tinh tế. Nếu chỉ đơn thuần có lòng dũng cảm thôi, thì chưa đủ để làm nên những điều tuyệt vời. Còn nếu chỉ có sự tinh tế nhạy cảm, thì không thể có dũng khí, lòng can đảm đương đầu với khó khăn và thử thách mới. Trong công việc, chúng ta phải làm sao kết hợp được cả hai yếu tố này và cần trang bị chúng như là một sự bổ sung cho tính cách hai mặt của bản thân, tùy theo tình huống mà sử dụng cho đúng người, đúng cách. Tôi nghĩ rằng người nhạy bén và tinh tế sau nhiều lần trải nghiệm sẽ dần dần tích lũy cho bản thân dũng khí thực sự, và điều đó sẽ trở thành bản chất của anh ta. Tuy nhiên, không có nhiều người giống như vậy ngay ban đầu. Do vậy, những người nhạy bén và tinh tế cần tích cực tìm kiếm những cơ hội để rèn luyện và thử thách mình, đồng thời phải tập cho mình được dũng khí và lòng can đảm. 6. Tập thói quen chủ nghĩa cầu toàn. Tôi thuộc kiểu người đòi hỏi cao, luôn tìm kiếm và theo đuổi sự hoàn mỹ, nghĩa là theo chủ nghĩa cầu toàn hoàn hảo trong công việc. Có nhiều người trong công ty cho rằng việc này nếu làm đạt đến 90% là quá tốt rồi, và nếu yêu cầu họ làm tốt hơn thì họ thường tỏ thái độ không muốn hoặc thậm chí là từ bỏ, vì họ nghĩ rằng nếu làm sai thì có thể làm lại, sửa chữa lại. Hơn nữa, kết quả nó đạt đến 90% đi nữa thì vì nó cũng có những thiếu sót, cho nên không cần theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo 100% làm gì. Nhưng trong thí nghiệm hóa học, dù 99% làm tốt đi nữa, nhưng nếu phạm phải sai lầm, dù rất nhỏ, chỉ 1%, thì mọi nỗ lực đều trở thành vô ích. Những ai đã trải qua các cuộc thử thách trong phòng thi sẽ hiểu rõ điều này. Khoảnh khắc giữa thành công và thất bại rất mong manh. Do vậy, tôi nghĩ rằng sự cầu toàn không có gì là không đúng. Bản thân tôi cũng lấy việc theo đuổi sự hoàn hảo là mục tiêu để hàng ngày thử thách chính mình, cho dù cuộc sống rất vất vả, khó khăn. Nhưng nếu chịu khó rèn luyện, thì điều đó có thể sẽ thành thói quen, và khi đó chúng ta không cảm thấy khổ sở vì nó nữa. Khi mới phóng vệ tinh nhân tạo lên không trung, thì sẽ bị lực hút của trái đất cản trở. Do vậy, rất cần nguồn năng lượng dồi dào. Nhưng khi vệ tinh bay lên được quỹ đạo rồi, thì không cần đến nguồn năng lượng ấy nữa. Việc theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo cũng giống như vậy. 6. Để nâng cao bản thân. 1. Mở cửa tương lai. Thời đại mà người ta dự đoán có nhiều chuyển biến lớn giống như thời kỳ cách mạng Minh Trị, Duy Tân. Nếu không có sự giúp sức của giới thanh niên trẻ Nhật Bản với dũng khí và tràn đầy lòng tự tin về sự đổi mới, thì chắc chắn không thể tạo ra một nước Nhật như ngày nay. Nhưng nếu chỉ có sức trẻ thôi thì đương nhiên không đủ để đem lại những thành quả to lớn của Nhật Bản. Tôi cho rằng, tại nơi làm việc, bản thân mỗi người cần có ý thức trách nhiệm cao về công việc mình làm, tích cực cho ý kiến và đề xuất ý tưởng cho cấp trên. Nghĩa là, luôn có ý thức rằng mình trở thành người nhiệt tình trong công việc, mong muốn đóng góp sức lực để cải thiện và phát triển công việc chung của tổ chức. Những người như thế đa số là người trẻ, học giỏi, thông minh, chân thành,
có ý chí. Ngược lại, cũng có không ít người trẻ làm gì cũng dè dặt, do dự, suốt ngày chỉ than phiền và than phiền. Tôi nghĩ rằng giới trẻ cũng cần có tinh thần hy sinh lợi ích cá nhân. Nếu ý kiến hoặc những đề xuất được đưa ra chỉ phục vụ cho niềm vui cá nhân hoặc là cơ hội để khẳng định cái tôi của mình, thì có nói gì đi nữa cũng không ai nghe. Nhưng điều quan trọng hơn hết đó là chúng ta cần tìm một ý chí mãnh liệt. Những khó khăn, trở ngại trong cuộc đời nếu không sẵn lòng đối phó thì chắc chắn không thể lay động lòng người. Và nếu không huy động sức người thì không thể làm được điều lớn lao ý nghĩa. 2. Công nhận điều không thể. Ngày mới chuyển từ tỉnh Kagoshima đến Kyoto để bắt đầu làm việc, tôi thường dùng ngôn ngữ địa phương ở Kagoshima để nói chuyện. Lúc đầu, tôi cảm thấy rất xấu hổ, tự ti vì cảm giác mình là dân nhà quê. Tôi nghĩ rằng cũng có rất nhiều người luôn mặc cảm, tự ti, cảm thấy mình thấp kém, vụng về, vô dụng. Nhưng tôi đã nhìn nhận một cách chân thực về cảm giác đó, cho nên tôi đã không còn cảm thấy tự ti, mặc cảm. Tôi nghĩ rằng mình là một người nhà quê, không biết gì về nhân tình thế thái trong thế giới này. Kiến thức cũng không, mặc dù tốt nghiệp đại học, nhưng đó chỉ là một trường đại học ở tỉnh. Do đó, khi so với những người tốt nghiệp đại học ở Kyoto, nơi được gọi là đỉnh cao của những trường đại học ở Nhật, thì đương nhiên thực lực không bằng họ. Từ bây giờ trở đi, mình phải nỗ lực học hơn nữa. Sau đó, tôi đã nỗ lực vừa tự học vừa làm việc suốt một năm. Tóm lại, không chỉ đấu tranh loại bỏ cảm giác mặc cảm mà phải chấp nhận, thừa nhận nó. Đây là một cách để giảm bớt tâm lý coi thường bản thân và là bước đầu trong quá trình nỗ lực để hoàn thiện mình. Không được đánh lừa bản thân và cảm giác và suy nghĩ về điều mình không thể làm được. Điều này mình có thể mà phải thẳng thắn thừa nhận. Mình không thể làm được và quan trọng hơn là tìm ra nguyên nhân mình không thể làm được là vì thiếu kinh nghiệm, thiếu kỹ năng. Cần nhìn nhận lại bản thân một cách trung thực nhất, điều này rất quan trọng. Khi tôi bắt đầu đi làm, tôi đã nghĩ như thế và luôn nỗ lực rèn luyện thói quen này trong suốt cuộc đời. 3. Vượt qua sự trung bình. Chế độ giáo dục hiện nay của các trường ở Nhật Bản khiến nhiều em theo học nghĩ rằng để không trượt trong các kỳ thi thì chỉ cần làm bài thi đạt khoảng 60 điểm là được, 60/100. Nhưng cũng có nhiều em vẫn luôn nỗ lực phấn đấu để bài thi đạt trên 80. Tuy nhiên, với thang điểm đó, người đạt 60 và 80 đều giống nhau, đó là sẽ cùng tốt nghiệp. Khoảng cách chỉ 20 điểm nhưng thực chất đã có sự khác biệt rất lớn. Đối với người 80 thì đã phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, nỗ lực từng chút không ngừng. Cách suy nghĩ, chỉ cần 60 đạt trung bình là được, và không thể chỉ dừng lại ở mức trung bình. Tuy đều giống nhau, nhưng ở chỗ là hướng suy nghĩ tích cực, dũng cảm, vươn lên điều. Nhưng điều này cũng thể hiện phần nào bản tính của con người, cũng có thể nói đó là tiêu chuẩn để phân chia, đánh giá con người. Nếu làm những việc đã hoàn thiện và nâng cao chính mình thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc liên tục gặp khó khăn và thử thách. Nhưng dường như đối với những người này thì họ coi thử thách chỉ là thử thách và họ tích cực đương đầu coi đó là niềm vui. Bản thân họ chắc chắn đã phải tự đấu tranh để dẹp bỏ suy nghĩ về lối sống an nhàn, phẳng lặng, không sóng gió. Và điều này làm cho họ ngày càng trưởng thành hơn. Những khó khăn, thử thách đã tôi luyện giúp họ qua chính mình, vượt qua mức trung bình, khi có đủ lòng tin, sự dũng cảm để vượt qua những khổ đau. Khó khăn do vô minh, vô tri mà bản thân đã để cho dòng đời dễ dàng cuốn theo thì điều đó thật phi thường, vĩ đại. Và cũng chỉ khi đó chúng ta mới tận hưởng và cảm nhận được hết niềm vui thật sự khi đã chiến thắng bản thân, vượt lên chính mình. 4. Tự thắng chính mình. Chắc chắn mọi người cũng đã từng thấy có người giống như tôi kể sau đây. Có bạn A rất siêng năng, nỗ lực để đạt 80 điểm trong kỳ thi. Nhưng bạn B dù thông minh nhưng không học gì cũng đạt 60 điểm. Bạn đạt 60 điểm sẽ nói: cái gã đó suốt ngày chỉ học và học như không có một sách, nên đương nhiên điểm cao, đâu có gì mà lạ. Nếu tớ mà học thì sẽ đạt điểm cao hơn. Hoặc khi nhìn thấy một người thành công thì nó bằng giọng tự kêu rằng: cái thằng đó thời học sinh có làm được trò trống gì to tát, ra hồn đâu. Tớ còn vượt hơn nó nhiều mặt ấy chứ. Thật ra là như thế nào? Vì chăm chỉ học đến mức không xem tivi, không xem phim mình thích. Có thể nói đó chính là một sự đấu tranh vượt lên chính bản thân với một mục đích định hướng rõ ràng. Người sau khi tốt nghiệp và trở nên thành công cũng giống như vậy. Họ chắc chắn cũng kiềm chế và giảm bớt những thú vui chơi, giải trí để chú tâm nỗ lực vào công việc. Nói như trong triết học thì họ là những người thuộc trường phái khắc kỷ, nghĩa là người có ý chí rất mạnh mẽ. Tôi nghĩ rằng nếu đã là một người có ý chí như thế thì cũng phải xem năng lực của anh ta ra sao. Nói khác đi, nếu anh ta không vượt qua được chính bản thân, nhút nhát, không nỗ lực
thì điều đó chứng tỏ năng lực của anh ta thấp. Để có được những tiến bộ và thành công lớn, lâu bền trong cuộc đời thì chúng ta cần phải có năng lực. Năng lực này không chỉ đơn giản được thể hiện qua số lượng những dây neuron thần kinh trong tế bào não. 5. Nhiệt tình sẽ đem lại thành công. Khi đánh giá ai đó, người ta thường dựa vào tài năng và năng lực, nhưng tôi cũng rất coi trọng sự nhiệt tình. Vì tôi cho rằng mức độ thành công sẽ tỷ lệ thuận với lòng nhiệt tình. Nếu có sự nhiệt tình, thì dù khả năng hạn chế, nhưng người đó vẫn tạo được ảnh hưởng với những người có khả năng xung quanh mình. Trong nhiều trường hợp kinh doanh, dù không có vốn, thiết bị, nhưng nếu kể về giấc mơ, những điều mình định làm bằng tất cả sự chân thành, nhiệt huyết, thì sẽ có người ủng hộ, giúp đỡ. Nguồn gốc của mọi thành tựu để bắt đầu từ sự nhiệt tâm. Ba yếu tố để thành công đó là ý chí, nhiệt tâm, nhiệt tình. Mức độ thành công sẽ tỷ lệ thuận với ba điều này. Sự nhiệt tình đó là trạng thái say mê, không ngừng suy nghĩ về một điều gì đó. Nhưng trong thực tế, khó ai có thể liên tục nghĩ về một điều gì đó trong suốt một ngày. Ý tôi muốn nói là, chỉ cần mình để tâm lưu ý đến điều đó một cách thường xuyên, đừng để nó bị lãng quên. Khi ta lưu tâm, thì điều mình muốn sẽ dần dần thẩm thấu vào những tế bào não, nơi chứa ý thức tiềm ẩn. Và đến một lúc nào đó, nó sẽ kích thích, khiến ta phải bắt đầu hành động và có thể làm những chuyện to lớn hơn để biến ước mơ thành hiện thực. Chìa khóa của sự thành công hoặc không thành công trước hết chính là ở sự nhiệt tình. 6. Tạo ra cốt cách tinh thần. Tôi hy vọng các bạn sẽ chịu khó đọc sách để rèn luyện và nâng cao năng lực của bản thân. Thật lòng mà nói, tôi muốn các bạn phải đọc sách có chọn lọc. Nên đọc những cuốn sách tốt, có ý nghĩa. Tôi cũng tự rèn cho mình thói quen thường xuyên đọc sách. Dù đi làm về muộn hay trở về nhà sau những buổi tiệc rượu với khách, tôi vẫn dành thời gian đọc một cuốn sách nào đó. Đọc sách có rất nhiều cách. Tôi không chỉ ngồi trước bàn để đọc, mà dưới gối, ở trên giường, luôn để sẵn rất nhiều sách triết học hoặc sách cổ điển của Trung Quốc. Không chỉ thế, ngay cả khi đi vệ sinh và bồn tắm, tôi cũng luôn mang theo sách. Chủ nhật, nếu rảnh rỗi là tôi đọc sách cả ngày. Mọi người nghĩ rằng tôi trải qua một ngày bận rộn thì làm gì có thời gian đọc sách. Nhưng thực tế, dù thời gian eo hẹp, tôi vẫn dành thời gian đọc và cảm thấy đó là một điều thân thuộc, không thể thiếu. Tôi đọc say mê đến mức có thể quên mọi thứ xung quanh. Dĩ nhiên, mọi người đều làm việc rất bận rộn, vất vả, và chính trong tình huống này, việc tự rèn luyện, mài dũa bản thân vượt qua khó khăn là điều quan trọng nhất. Nhưng nếu chịu khó rèn thêm thói quen đọc sách, thì điều đó sẽ giúp chúng ta bổ sung thêm những kiến thức, kinh nghiệm. Những điều học được trong sách vở rất cần, vì nó sẽ giúp chúng ta tự điều chỉnh, được những kinh nghiệm cá nhân. Những kinh nghiệm thực tiễn được áp dụng vào đọc sách sẽ tạo nên cốt cách tinh thần cho mỗi chúng ta. 7. Nói chuyện bằng tâm hồn. Khi trò chuyện, có người sẽ cho chúng ta cảm giác như họ đang nói đùa, đang diễn trò để giúp chúng ta vui vẻ, thoải mái. Ấn tượng chung đó là người hoạt bát, vui vẻ, giỏi nói chuyện mặc dù hơi ồn ào. Nhưng nghe kỹ câu chuyện với họ mới thấy nội dung thật sáo rỗng, không có gì. Cũng có người hiểu sai, cho rằng những người đó có nghệ thuật nói chuyện, nhưng tôi không cảm thấy có chút hứng thú. Họ như thùng rỗng kêu to mà thôi. Không chỉ không hứng thú mà tôi còn có cảm giác coi thường họ, và tôi muốn nói chuyện một cách nghiêm túc với họ. Nói cách khác, đó là người có tính cách rất nông cạn, thiếu sâu sắc. Tôi hy vọng các bạn trẻ không bắt chước cách nói chuyện như thế. Không cần nói chuyện một cách liên tục, liên thoáng như thế, mà nên nói chậm chậm, từng chút, thật chậm rãi cũng được. Nhưng tôi muốn khi nói chuyện, chúng ta phải đặt tâm hồn, tình cảm vào đó để truyền tới người nghe một cách thật có hồn, qua những câu chuyện ý nghĩa. Khi bắt đầu định nói gì, chúng ta phải đặt mình vào tâm trạng của người nghe, cố gắng làm sao để đối phương có thể hiểu và cảm nhận đầy đủ, dễ hiểu nhất. Những lời nói nó xuất phát từ tận đáy lòng, với sự chân thành thì cho dù nó mộc mạc, giản dị, không hoa mỹ, cầu kỳ đi nữa, thì vẫn có sức lôi động lòng người. Khi sức mạnh lời nói đủ sức làm cảm động lòng người, thì sẽ dễ nảy sinh sự đồng cảm và thấu hiểu. Đó chính là nghệ thuật nói chuyện cần học tập. Để có thể nói chuyện làm lay động lòng người, trước hết, chúng ta phải tập trung cao độ, từ điệu bộ, cử chỉ đến ngôn ngữ, tình cảm, giọng nói, khuôn mặt. Tôi mong mọi người nên chú ý điều này khi nói chuyện. 7. Để đạt được những điều mới mẻ. 1. Để đạt được đến sự sáng tạo đích thực. Giáo sư Tanaka Michitaro, nguyên là giáo sư danh dự của trường đại học Kyoto, đã nói rằng quá trình phát hiện, phát minh tuy là lĩnh vực của triết học, nhưng khi những điều đó được giải thích một cách hợp lý, logic, thì nó trở thành khoa học. Tôi đã rất ấn tượng khi nghe điều này. Tất cả những kiến thức được giải thích trong lĩnh vực khoa học đều có khoảng cách khác biệt rất lớn so với sự sáng tạo.
Những phát hiện, phát minh mà phạm vi vượt ra khỏi khoảng cách này, thường nó là sản phẩm thuộc về lĩnh vực tinh thần. Tóm lại, cho dù có tích lũy bao nhiêu kiến thức về khoa học đi nữa, thì cũng không thể nói đó là sự sáng tạo đích thực. Galileo, khi khởi xướng ủng hộ thuyết nhật tâm, đã nhận phải những sự đả kích, phản đối mạnh mẽ vì mô hình nhật tâm cho rằng mặt trời nằm ở trung tâm vũ trụ của hệ mặt trời. Lý thuyết này đối lập với thuyết hệ địa tâm cho rằng trái đất nằm ở trung tâm vốn đang tình hành lúc bấy giờ. Bởi vì Galileo là một nhà triết học và ông đã tin vào những gì mình nghĩ là đúng. Sau đó, Galileo đã tìm cách chứng minh điều mình đưa ra là đúng và điều đó trở thành chân lý trong khoa học. Tôi cho rằng sự sáng tạo đích thực không chỉ dừng lại ở việc tích lũy những kiến thức khoa học ở thời điểm đó, mà phải bắt đầu từ nguồn cảm hứng có chủ ý một cách tích cực. Nguồn cảm hứng này được hình thành từ những tri thức khách quan như triết học, và nếu được chứng minh bằng thực chứng, thực nghiệm thì nó sẽ trở thành chân lý khoa học. Nếu cứ máy móc theo những kiến thức khuôn mẫu trong khoa học thì nó sẽ giết chết sự đổi mới và sáng tạo. Ngay cả những điều chúng ta tưởng rằng vô lý, phi khoa học thì đó cũng có thể là những đầu mối để tìm ra sự sáng tạo đích thực. 2. Tìm kiếm điểm bắt đầu từ chính mình. Khi định bắt đầu thực hiện một điều gì mới thì cho dù có gặp khó khăn ra sao đi nữa cũng không nên nản chí, bỏ cuộc mà hãy tin vào điều mình định làm là đúng và vững bước đi tiếp hành trình đã chọn. Điều này thực sự rất khó, nó đòi hỏi tính tự chủ một cách cao độ. Có người nói rằng tính tự chủ có thể hiểu đó là sự ương bướng, không nghe lời cha mẹ khi muốn làm một điều gì đó. Hoặc đó là những người dũng cảm dám chống lại những thế lực uy quyền. Nhưng thật ra họ chỉ là những người cứng đầu, bướng bỉnh. Ý nghĩa đích thực của tính tự chủ đó là dù ai nó ngã nó nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Tính tự chủ khác tính ỷ lại. Ỷ lại là dựa dẫm quá mức vào một ai đó. Vì không muốn ỷ lại, có thể hiểu gần với ý muốn tự do tự tại, thích làm gì thì làm, không nhờ đến người khác, chỉ nhờ vào chính mình. Bằng sự tìm kiếm điểm bắt đầu từ chính mình, chúng ta có thể hình thành sự sáng tạo, nhờ vào việc thoát khỏi những cấu trúc, ràng buộc mà chúng ta có thể tự do, thoải mái theo đuổi những điều mình thích, mình muốn. Nếu thái độ ấy là tích cực và kiên trì thì đương nhiên sẽ sinh ra sự sáng tạo. Tôi tin rằng ngay cả trong lĩnh vực kinh doanh cho đến khoa học, nghệ thuật, nếu không có tinh thần, quyết tâm như thế này thì sẽ không thể thành công. 3. Thay đổi lý tưởng vô hạn. Trong sáng tạo, không có cái gì gọi là tiêu chuẩn. Con đường của sự sáng tạo giống như chúng ta thực hiện một cuộc hành trình ra biển lớn trong đêm tối đầy giông bão mà không hề có la bàn. Bản thân tôi trong những cuộc hành trình của cuộc đời đến nay cũng đã nếm trải không biết bao nhiêu cực khổ. Nhưng cuối cùng, tôi cũng tìm thấy ngọn đèn hải đăng chiếu sáng dẫn đường. Tuy nhiên, ở những vùng biển tôi chưa biết đến thì không có ngọn đèn hải đăng nào. Cái đó có chính là bản thân phải tự biến mình thành ngọn đèn hải đăng. Không chỉ như vậy, mà tự chúng ta phải làm cho ánh sáng của ngọn đèn hải đăng cháy mạnh hơn nữa để chiếu rọi xung quanh. Nghĩa là, sau khi xác định vị trí, tình hình bản thân, chúng ta phải tự mình tìm lối đi, cách giải thoát khỏi khó khăn. Như vậy, có thể thấy, trong nhiều tình huống, không thể trông chờ vào những người khác và những cái gọi là kinh nghiệm, khuôn mẫu có sẵn. Chính nhờ không có những tiêu chuẩn ấy mà chúng ta phải tự mình vắt óc để suy nghĩ tìm ra giải pháp. Và sự tưởng tượng vẽ lên trong đầu có thể chính là con đường đi tới của hành trình tìm kiếm những điều mà ta chưa biết. Điều này rất phù hợp với cái gọi là chú nghĩa cầu toàn mà tôi đã nhắc đến ở phía trước. Nếu so sánh giữa khái niệm tốt hơn, tương đối tốt và tốt nhất, thì khái niệm tốt nhất chính là chủ nghĩa cầu toàn. Đây có thể gọi là trạng thái không hài lòng, thỏa mãn với điều đang có nên tự tận sông trong ý thức của chúng ta luôn muốn tìm kiếm những điều mới. Trong lĩnh vực sáng tạo, vốn không có cái gọi là tiêu chuẩn, thì chính bản thân phải xác định cho mình một la bàn để định hướng. 4. Mở ra thời đại mới. Cũng có nhiều người viện lý do này hoặc lý do khác như không có cái này thì không có cái kia, cho nên không thể làm được. Nhưng nếu nói như thế, chúng ta không thể làm xuất hiện những điều mới. Tất cả đều có thể bắt đầu từ con số 0. Để điều này thành hiện thực, đòi hỏi chúng ta phải có ý chí mãnh liệt và phải tìm cách suy nghĩ làm sao để có cung cấp nguồn nhân lực, kỹ thuật, trang thiết bị liên quan đến việc mình muốn làm. Nếu mọi việc đều giải quyết ổn thỏa thì tôi nghĩ nhất định giấc mơ sẽ thành hiện thực. Quá trình để đạt được những thành tựu mới chắc chắn luôn gặp phải những khó khăn và thử thách. Chúng ta cần chuẩn bị sẵn tâm lý về điều này và luôn khẳng định ý chí. Dù có chuyện gì đi nữa thì mình cũng sẽ làm đến cùng. Tôi đã từng nhiều lần bị hỏi tỷ lệ cơ hội chiến thắng là bao nhiêu và chắc có lẽ sẽ gặp nhiều trở ngại nếu làm. Nhưng tôi nghĩ rằng trong thế giới của sự sáng tạo và đổi mới thì cũng giống như thế. Ngay cả trong những cuộc cách mạng giống như cuộc cách mạng Minh Trị Duy Tân thì cũng có chính ý chí muốn đổi mới mạnh mẽ đã mở ra một thời đại mới với nhiều thành tựu nổi bật. 5. Suy nghĩ lạc quan, lên kế hoạch thận trọng và thực hiện tích cực.
Nếu thành công trong việc phát triển lĩnh vực mới như mở rộng thị trường sản phẩm, phát triển kỹ thuật mới, thì tôi cho rằng trước hết phải làm sao để tạo ra những con người có suy nghĩ tích cực, lạc quan. Đó phải là những người có ý chí kiên định, luôn hướng về mục tiêu, dù gặp khó khăn cũng không bỏ cuộc, luôn suy nghĩ tích cực để tìm ra cách giải quyết vấn đề. Trong điều kiện để kết hợp những điều mới, thì đó là những điều quan trọng nhất. Đừng tạo ra cảm giác là mình đã tạo ra những bức tường ngăn cách mình với những người khác nếu làm điều khác người. Hãy vững tin rằng khả năng con người vốn là vô hạn. Do vậy, hãy thường xuyên tự nói với bản thân rằng mình sẽ làm được. Cần lặp đi lặp lại lời nói này để tự động viên tinh thần. Trong quá trình lên kế hoạch, chúng ta cần xem xét một cách thận trọng những điều mình suy nghĩ. Sự cẩn trọng ở đây là suy nghĩ xem xét đến những khó khăn, trở ngại có thể xảy ra khi thực hiện và trù liệu trước cách giải quyết khó khăn nếu như tình huống đó xảy ra như dự đoán. Dự tính về những khó khăn sẽ làm nền tảng cho những suy nghĩ lạc quan về những hành động tiếp theo. Ngay cả trong giai đoạn thực hiện, nếu cũng xem xét, suy nghĩ cẩn thận với mọi đường đi nước bước, thì những hành động dũng cảm, dám đột phá và sáng tạo chắc chắn sẽ đem đến thành công. Tóm lại, khi bắt đầu làm một việc gì mới, chúng ta cần linh hoạt vận dụng đầu óc để suy nghĩ một cách cẩn trọng và đối với từng giai đoạn cũng cần tìm người phù hợp. 6. Suy nghĩ đến khi có thể nhìn thấy được. Khi bắt đầu tiến hành làm điều mới như phát triển kỹ thuật, tôi thường hay tự nói với mình rằng phải làm cho đến khi tận mắt thấy được. Nếu cứ nói như thế về những điều mà mình ấp ủ, mơ ước, thì khoảng cách giữa mơ và thực sẽ dần dần thu hẹp lại và đến một lúc nào đó không còn nữa. Tôi đã có khá nhiều kinh nghiệm về điều này. Nghĩa là cái gọi là ước mơ, hoài bão, lý tưởng mà chúng ta ấp ủ, nếu chúng ta không ngừng suy nghĩ về nó thì đến một lúc nào đó nó sẽ trở thành trạng thái ăn sâu vào trí óc ta, khiến chính bản thân ta cũng không rõ là mơ hay thực. Tôi nghĩ rằng khi khoảng cách mơ thực không còn thì đó là thời điểm ta có thể làm được điều đó. Mặc dù cụ thể có thể làm gì thì điều đó vẫn còn rất mơ hồ, nhưng cái cảm giác làm được đã trở nên rất rõ ràng. Trạng thái tâm lý này tôi gọi đó là biểu hiện của cái có thể thấy được. Đừng cho rằng những điều như mơ ấy chỉ là những suy nghĩ vớ vẩn, mơ hồ. Bởi vì khi chúng ta bắt đầu có sự tự tin rằng những điều đến bây giờ mình chưa làm, nhưng mình sẽ làm và làm được, thì điều đó nghĩa là ta đã nhìn thấy chúng. Nó sẽ phụ thuộc vào việc chúng ta suy nghĩ về các điều ấy sâu sắc bao nhiêu và niềm tin về điều đó kéo dài bao lâu. Nếu không thể tạo thói quen về cách nhìn đến khi thấy được này, thì tôi nghĩ rằng sẽ không làm được gì. 7. Có thể nắm bắt được sự phát triển của tương lai. Khi tìm kiếm những lĩnh vực mới để phát triển, tôi luôn chọn những điều có thể thử thách năng lực của bản thân. Nói khác đi, những chủ đề tôi lựa chọn luôn là những điều mà hiện tại dường như không thể làm được và xem đó là một điều cần hoàn thành ở một thời điểm trong tương lai. Có thể nói, những người dám thử thách với những điều mới mẻ đều phải có suy nghĩ đến việc nuôi dưỡng và phát triển năng lực cá nhân và các nhóm cộng sự với mình. Tóm lại, để mục tiêu hướng đến trở thành hiện thực ở một thời điểm nào đó, thì phương pháp tốt nhất là phải biết kết hợp hài hòa giữa năng lực của bản thân và sức mạnh của tập thể, cùng hướng đến lý tưởng chung. Dựa vào năng lực hiện tại để phán đoán rằng không thể làm được hay có thể làm được thì ai cũng có thể làm được, vì nó thuộc nhiều về cảm nhận chủ quan. Nhưng nếu chỉ đơn thuần dừng lại ở đó, chắc chắn chúng ta không thể làm được điều gì mới. Nếu chúng ta không tích cực suy nghĩ, tìm ra cách thức để có thể làm cho những điều không thể làm được ở hiện tại trở thành có thể làm được trong tương lai, thì thành quả có tính chất vĩ đại như những cuộc cách mạng mạnh mẽ sẽ không được sinh ra. Với những người mong muốn làm được những điều mới mẻ và đạt được những thành tựu nổi bật, thì họ cần dựa vào năng lực của bản thân để cố nắm bắt được kiểu hình phát triển của tương lai. 8. Không ngừng theo đuổi khả năng vô hạn của bản thân. Có ý tưởng gì hay không nhỉ? Mọi người hay hỏi như vậy và thường có khuynh hướng tìm kiếm những ý tưởng mới ở bên ngoài. Nhưng tôi cho rằng, cái gọi là ý tưởng mới không phải tìm kiếm bên ngoài mà hãy tìm kiếm ngay trong chính bản thân chúng ta. Nghĩa là, bằng việc tìm kiếm nó trong chính công việc mình làm, hãy tìm cách cải thiện nó tốt hơn để từ đó sinh ra những suy nghĩ mới mẻ. Nhiều người chỉ nhìn vào kết quả, thành tích đạt được trong công việc mà cho rằng người đó có khả năng nhìn xa, trông rộng, biết phán đoán tốt. Nhận định này có thể đúng với đa số nhưng hoàn toàn không đúng với tôi. Bởi nếu như chúng ta thật sự có khả năng nhìn xa, trông rộng thì chúng ta sẽ dựa vào nó để phán đoán và nhận biết được hết mọi sự tồn tại của sự vật, hiện tượng và nhờ vào đó có thể làm được những điều có ích cho bản thân. Chính vì chúng ta vẫn còn nhiều điều không biết hoặc chưa biết về thế giới và sự vật hiện tượng xung quanh, cho nên mới phải tập thói quen trang bị cho mình khả năng
nhìn xa trông rộng. Tôi cho rằng điều này không phải có được bằng sự tìm kiếm ở bên ngoài, nghĩa là chúng ta có thể đạt được điều này bằng việc rèn luyện nó ở ngay bản thân chúng ta và những sự việc liên quan xung quanh ta như kinh nghiệm, kỹ thuật của bản thân. Tôi nghĩ rằng cho dù thời đại có thay đổi, nhưng nếu biết nhìn lại và đánh giá đúng chính mình và không ngừng thay đổi khả năng vô hạn của bản thân, thì chắc chắn sẽ đạt đến đỉnh cao của sự sáng tạo và đổi mới. 9. Chấp nhận rủi ro và thử thách. Thử thách là một từ nghe qua có vẻ đem đến cho ta cảm giác hứng thú, nhưng theo sau đó là một loạt những khó khăn và nguy hiểm. Do không thể lường trước được khó khăn, nên chúng ta luôn phải nỗ lực, nhẫn nại và giữ vững niềm tin kiên định. Nghĩa là, nếu trang bị cho bản thân sự chấp nhận những rủi ro, dũng khí vượt qua khó khăn, cho dù khổ cực, cùng nỗ lực, kiên trì, thì chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua. Tôi nghĩ rằng nếu nói đơn giản, thử thách chỉ giống như những trò chơi thì hoàn toàn không có gì để bàn đến. Bỏ qua cái yếu tố như thế này thì ý nghĩa thật sự của thử thách chính là một sự dũng cảm phi thường. Đối với việc kinh doanh của các công ty, nếu đề cập đến việc liên tục chịu thử thách thì đó chính là các nhà lãnh đạo. Họ luôn cần có tinh thần sẵn sàng đón nhận những thử thách và dù trong hoàn cảnh khó khăn đến đâu cũng phải bình tĩnh. Họ giống như một vị thuyền trưởng đang chèo chống con thuyền giữa phong ba bão táp. Do vậy, để con tàu cập bến an toàn trong lĩnh vực kinh doanh, thì vấn đề tiền vốn, kế hoạch và nội dung tài chính của công ty cần phải được chuẩn bị. Ngay cả đối với mỗi cá nhân, thì thái độ thử thách cũng rất cần sự bồi đắp, rèn luyện không ngừng để trong mọi tình huống chúng ta sẽ không bị dao động, lung lay ý chí. Chỉ có những ai hiểu và dám can đảm chấp nhận rủi ro, thì thử thách mới được trao tặng như một món quà. Mặc dù có nhiều khó khăn để nhận được nó, nhưng cảm giác khi nhận được món quà này chắc chắn sẽ rất ngọt ngào, khó quên. 10. Tin vào khả năng. Người có thể làm được những điều mới, trở thành hiện thực phải là người có lòng tự tin. Chính sự tự tin giúp chúng ta tìm ra ánh sáng, chỉ lối soi đường, để chúng ta vững bước tiếp tục cuộc hành trình. Do vậy, nếu nói là không thể vượt qua khó khăn, không thể làm được, thì tôi cho rằng đó là hoàn toàn, là vì bản thân mình kém cỏi, không đủ khả năng, bản lĩnh và không chịu nỗ lực. Khi đó, cần phải xem xét lại bản thân một cách trung thực nhất, xem mình đã cố gắng hết sức hay chưa, để tìm ra ánh sáng của đường hầm, nơi chúng ta thoát khỏi bóng tối của những khó khăn đang bao vây, thì chỉ còn cách duy nhất là chúng ta phải nỗ lực không ngừng. Trong thế giới của sự sáng tạo và đổi mới thì sự nỗ lực càng cần thiết hơn gấp nhiều lần. Người trong cuộc phải tự nhủ để khích lệ, động viên mình rằng tôi tin là tôi có thể làm được. Chính những lúc không thể tìm ra những chứng cứ thuyết phục ở hiện tại về những điều mà bản thân mình tin tưởng rằng đúng trong tương lai thì đó là lúc ta gặp khó khăn trên con đường sáng tạo. Nếu đủ tự tin thì chúng ta sẽ tiếp tục vững bước đi trên con đường sáng tạo đó và có thể theo đuổi nó đến hết cuộc đời. Khi vượt qua những dao động, lung lay, có tính nhất thời và cống hiến hết mình cho một mục tiêu, một công việc mà mình đã chọn thì chắc chắn đến một lúc nào đó những nỗ lực sẽ đơm hoa kết trái. Đối với con người, sự tự tin là rất quan trọng. Càng tin vào bản thân và tin vào những điều mình có thể làm. 8. Để có sự nể phục của cấp dưới. 1. Thu phục lòng người bằng cái tâm trong sáng, không ích kỷ, tư lợi. Để có thể tạo ra sự kính phục, lay động lòng người thì chỉ có một cách, đó là tâm trong sáng, không ích kỷ, tư lợi. Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng mưu tính, suy nghĩ đến lợi ích của bản thân và cũng không được phán đoán sự việc theo cảm tính chủ quan hoặc sự yêu ghét. Các nhà lãnh đạo nếu có được cái tâm trong sáng, không ích kỷ, tư lợi thì sẽ dễ dàng gắn kết được với cấp dưới. Ngược lại, đối với những người chỉ chăm chăm nghĩ đến lợi ích cá nhân, coi lợi ích của bản thân là trên hết, thì họ sẽ tạo cho người làm việc chung cái cảm giác chán ghét, khó lòng gắn kết mọi người cùng làm việc với những mục tiêu đã đề ra. Saigo Takamori, một người có vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng Minh Trị Di Tân, đã để lại câu nói bất hủ rằng một người không có tiền, địa vị, sinh mệnh như tôi đương nhiên cuối cùng sẽ có lẽ sẽ phải chịu thua. Nhưng nếu không phải là người thua cuộc thì phải có trách nhiệm gánh vác công việc của quốc gia. Tóm lại, có thể nói nếu là người không có tư lợi cá nhân thì họ xứng đáng với vị trí cao. Chỉ bằng một mệnh lệnh của người lãnh đạo, nhưng phải làm sao để cấp dưới đồng lòng hưởng ứng một cách vui vẻ. Nhưng cũng có lúc mệnh lệnh nào đó khiến cho cấp dưới cảm thấy khốn khổ. Mặc dù vậy, nhưng những quyết định, những mệnh lệnh nếu chỉ hợp với mình, có tính độc đoán thì khó đạt được sự đồng thuận, đồng lòng và không tạo được sự gắn kết với mọi người. Người lãnh đạo trước hết nên xác định rõ vị trí, cần đứng của bản thân, dẹp bỏ sự ám ảnh, tư lợi cá nhân, biết vì đại cục và lợi ích chung của tập thể,
cần luôn tâm niệm tất cả vì tổ chức, vì lợi ích chung. 2. Tự hy sinh bản thân để đem lại sự tin tưởng. Nhà lãnh đạo phải có tinh thần hy sinh lợi ích cá nhân. Khi làm bất cứ một việc gì cũng phải đặt lợi ích chung lên trên và cần một nguồn năng lượng đủ mạnh để làm điều đó. Đương nhiên là họ cũng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng cho sự hy sinh ấy. Đó chính là nhận được lòng tin yêu của cấp dưới về làm nhân viên có hứng thú làm việc. Đầu tiên, hãy cố gắng tạo ra bầu không khí thoải mái, dễ chịu tại nơi làm việc. Không phải chỉ là nơi dễ chịu thoải mái đối với mình trong vai trò người lãnh đạo mà phải hướng đến đa số những người đang làm việc cùng mình. Để làm được điều này đòi hỏi ý chí tự đấu tranh rất mạnh mẽ để gạt bỏ hoàn toàn tư tưởng hám lợi cá nhân. Nhưng nếu người lãnh đạo không có tinh thần biết hy sinh tư lợi thì hoàn toàn không thể cải thiện và đổi mới nơi làm việc. Nếu người lãnh đạo chỉ chú ý đến việc tạo ra môi trường tốt để mình cảm thấy thoải mái, dễ chịu thì chắc chắn không thể tạo ra một môi trường chung để gắn kết mọi người. Chính sự quan tâm, chú ý đến việc làm sao để tạo ra môi trường làm việc khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái nhất sẽ khiến cho cấp dưới tôn trọng và tin tưởng. Từ đó, họ sẽ dễ dàng đồng tâm hiệp lực cùng mình để phát triển trong công việc. 3. Lấy tinh thần làm việc để thể hiện nhân cách. Như đã nói, nhà lãnh đạo phải có dũng khí và cái tâm trong sáng. Nói khác đi, đó là không được ngại khó, ngại khổ mà phải cương quyết. Là người đứng đầu một tổ chức, người lãnh đạo không chỉ đòi hỏi sự hiểu biết về những quy tắc và phẩm chất đạo đức, mà còn phải là tấm gương thể hiện điều đó. Nhà lãnh đạo nhu nhược, yếu kém là người không dám mạnh tay xử lý những hành vi sai trái, những điều bất công, phi lý mà dễ dàng bỏ qua chúng. Nhìn qua, có vẻ người như thế là người tốt, nhân hậu, bao dung, nhưng thực tế họ cư xử như vậy là vì họ yếu hèn, nhút nhát. Điều này sẽ dẫn tới sự lộn xộn, mâu thuẫn trong nội bộ. Hơn nữa, bản thân họ sẽ đánh mất sự tôn trọng và tin tưởng của cấp dưới. Hậu quả là dẫn đến sự lừa dối và phẩm chất đạo đức tại nơi làm việc sẽ sa sút. Người lãnh đạo đúng chuẩn mực phải biết thừa nhận một cách thành thật và sâu sắc sai lầm của bản thân, biết xin lỗi tập thể và cấp dưới khi mình sai lầm, không tìm cách thoái thác hay viện cớ đổ lỗi mà phải biết gánh vác trách nhiệm. Ngoài ra, người lãnh đạo cũng phải có tầm một bao quát rộng, nghĩa là phải quan sát tinh tế, theo dõi sát sao nhất cử nhất động của cấp dưới. Nếu có thể thì tìm cách đáp ứng những nguyện vọng cá nhân của nhân viên và chia sẻ một cách chân thành những điều mình muốn làm. Không phải bằng những mệnh lệnh nghiêm khắc mà bằng những hướng dẫn tận tình cụ thể. Hành vi thay đổi phẩm chất của người lãnh đạo rất lớn, đến cả một tập thể và những người xung quanh. Người lãnh đạo phải như một ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ nhất, với sức nóng làm sao để truyền đi, lan tỏa nhiều nhất. Cần ghi tâm khắc cốt điều này. Có thể nói, tổ chức chính là tấm gương để phản chiếu rõ nhất, chân thực nhất hình ảnh của một nhà lãnh đạo. 4. Tiếp thêm nguồn năng lượng. Dù muốn giao cho cấp dưới một công việc tuyệt vời như nào đi nữa, nhưng nếu người lãnh đạo không thể diễn tả được hết sự nhiệt huyết của mình thì không thể thành công, ngay cả khi những điều kiện vật chất đã được chuẩn bị đầy đủ. Ngược lại, cho dù điều kiện vật chất không đầy đủ, nhưng nhà lãnh đạo biết cách nói chuyện, truyền ngọn lửa nhiệt tình cho cấp dưới qua việc chia sẻ một phần giấc mơ của bản thân. Dù thế nào đi nữa thì tôi mong các bạn cùng nỗ lực cố gắng để làm tốt công việc này. Từ đặt địa vị của mình ngang bằng họ thì có thể tạo ra sự đồng cảm, động lực cho họ. Nhờ vậy, tôi nghĩ rằng công việc sẽ thành công. Nhà lãnh đạo còn có sự nhiệt tình và phải truyền ngọn lửa nhiệt tình ấy cho cấp dưới. Nguồn năng lượng mà cấp dưới đã được tiếp nhận cộng thêm với nguồn năng lượng nội tại vốn có của họ sẽ được nhân lên. Và điều đó cũng có nghĩa là sức mạnh của bản thân người truyền năng lượng cũng được tăng lên. Ngoài ra, người làm lãnh đạo cũng cần chú ý đến cách ra mệnh lệnh. Nếu như nói làm đi thì sẽ nhận được phản hồi có vẻ không mấy tích cực như dạ vâng. Và mức độ thành công trong công việc sẽ chỉ khoảng 30%. Khá hơn một chút là biểu hiện vâng sẽ cố gắng với mức độ thành công 50%. Bởi vì nếu dùng ngôn ngữ mệnh lệnh như thế, người nghe sẽ có cảm giác đó không phải là việc của họ và họ chỉ làm việc một cách miễn cưỡng. Do vậy, điều quan trọng là phải làm sao tâm truyền tâm, nghĩa là những việc mình muốn làm hãy làm sao để người khác hiểu và cảm nhận được và làm bằng sự vui vẻ, hứng thú. Nếu được cấp dưới hưởng ứng như thế thì tỷ lệ thành công có thể đạt được lên đến 90%. Nhìn thái độ làm việc cấp dưới đối với công việc, xem họ nhiệt tình hay không cũng là một trong những việc cần thiết của người lãnh đạo. Nhưng quan trọng hơn đó là phải tìm cách truyền cho họ sự nhiệt tình. 5. Đánh giá tuyển dụng và thăng tiến. Đối với việc đào tạo nhân viên thì làm sao người lãnh đạo vừa tuyển dụng vừa có thể đào tạo thật nghiêm khắc và phải làm sao cho họ có sự tự tin để thích ứng với công việc và lĩnh vực mình phụ trách.
Khi tuyển dụng, nhân viên cần phải đánh giá. Khi đánh giá, phải xem xét vai trò, nhưng cũng phải nhìn vào bản chất của họ. Nghĩa là cần đánh giá ở cả hai mặt, nhân cách và năng lực. Tôi thì ưu tiên chọn đánh giá nhân cách, bởi vì tính cách sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công việc. Để đánh giá đúng một người, chúng ta thường đánh giá dựa vào trách nhiệm đối với công việc mà người đó làm hoặc được giao cho. Tuy nhiên, tôi không hoàn toàn chỉ dựa vào điểm này. Con người ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu, cho nên tuyệt đối không nên chỉ quan sát vào những điểm thiếu hoàn thiện, khiếm khuyết của họ để mà thực hiện việc đánh giá. Điểm yếu của người này có thể là điểm mạnh của người khác và ngược lại. Người lãnh đạo giỏi là phải người biết nhìn người, biết cách giúp họ bổ sung, hoàn thiện khiếm khuyết thông qua hoạt động, làm việc nhóm cùng nhau. Tuy nhiên, khi chỉ ra những điểm thiếu sót của từng cá nhân cũng cần hết sức khéo léo. Ngay chính bản thân ta cũng vậy, cũng có những thiếu sót, cho nên khi ai đó chỉ ra với những điểm không tốt của mình thì mình nên cảm ơn. Và đừng quên tự rèn luyện để khắc phục điều đó. Người lãnh đạo cần đánh giá cấp dưới ở cả hai góc độ nhân cách và năng lực. 6. Làm việc thiện là hàng đầu. Nhà lãnh đạo cũng phải có tình yêu thương và tiếp xúc thường xuyên với cấp dưới. Tình yêu thương ấy không phải là loại tình yêu mù quáng, mà có thể chia làm hai loại: yêu thương nhiều, đại thiện, và yêu thương ít, tiểu thiện. Để dễ hiểu, tôi xin đưa ra một số ví dụ như sau. Có nhiều trường hợp cha mẹ do nuông chiều con cái từ nhỏ, nên khi trưởng thành, đứa trẻ ấy đã phạm phải rất nhiều sai lầm trong cuộc sống. Ngược lại, những ông bố bà mẹ con cái nghiêm khắc ngay từ nhỏ thì khi trưởng thành, đứa trẻ ấy dễ thành công. Tôi gọi trường hợp đầu tiên là tiểu thiện và trường hợp thứ hai là đại thiện. Ngay ở nơi làm việc cũng có rất nhiều kiểu người với vai trò cấp trên. Có người lắng nghe ý kiến cấp dưới, cũng có người khó tính, người dễ tính, người muốn người trẻ nói gì nghe nấy. Nếu không có lòng tin, chỉ thích nghe những lời nịnh hót, thì tôi nghĩ đó không phải là người muốn vì giới trẻ. Đối với những người trẻ, khi được khen sẽ rất thích, nhưng điều đó chưa hẳn là tốt với họ. Qua những trải nghiệm của bản thân, tôi thấy những vị sếp nghiêm khắc sẽ tốt cho nhân viên hơn. Vì chỉ khi qua sự rèn luyện nghiêm khắc, chúng ta mới trưởng thành hơn. Có thể nói, như ông bà ta đã dạy, là thương cho roi cho vọt. Sự yêu thương, chiều chuộng, kiểu tiểu thiện sẽ tốt trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng làm như thế nào là tốt đối với họ thì cần suy nghĩ kỹ. Người lãnh đạo phải có tình yêu thương cấp dưới, nhưng phải yêu thương sao cho đúng cách. 9. Để trở thành nhà lãnh đạo tuyệt vời. 1. Mang đến niềm hạnh phúc cho tổ chức. Khi nói đến nhà lãnh đạo, người ta thường đề cập đến những phẩm chất tiêu biểu như năng lực, khả năng lãnh đạo, nhân cách. Tôi muốn mọi người hiểu rõ một điểm rất quan trọng, đó là tài năng lãnh đạo có phải là do được trời ban sẵn cho người đó hay không. Dĩ nhiên không chỉ có mình bạn mà bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhà lãnh đạo nếu có được một số tố chất cơ bản. Tôi cho rằng cái tài của nhà lãnh đạo là phải làm sao mang đến niềm hạnh phúc cho tổ chức. Tuy nhiên, tư chất thiên bẩm này không phải ai cũng có. Nó chỉ được trời trao tặng cho một tỷ lệ ít người trong tất cả chúng ta. Ngoài ra, những ai đã được đào tạo để trở thành nhà lãnh đạo thì phải biết sử dụng nó để giúp đời, đem lại lợi ích cho xã hội, cho tổ chức và cho chính bản thân mình. Nó khác đi, đó là những người vốn có tài năng thiên bẩm về khả năng này, được trời trao tặng và giao cho vai trò là nhà lãnh đạo. Nên điều quan trọng đầu tiên cần phải làm là làm sao để phát huy khả năng ấy. Tuy nhiên, không nên tự cao, tự mãn với vai trò người lãnh đạo mà có thái độ coi thường người khác. Tài năng thiên bẩm được trời ban ấy tuyệt đối không phải là tài sản riêng của cá nhân họ, mà họ chỉ là người với vai trò đại diện nhận món quà đó. Do vậy, họ cần biết khiêm tốn và sử dụng nó vì lợi ích của tập thể. 2. Cải cách hiện trạng sáng tạo. Nhà lãnh đạo cũng cần phải có ý thức về sự sáng tạo, đổi mới thường xuyên, cần liên tục suy nghĩ về việc tìm kiếm những điều mới để thực hiện. Nếu không thể liên tục dẫn dắt tổ chức tìm kiếm và khai phá những vùng đất mới, thì tổ chức sẽ không thể phát triển ổn định, những cơ hội phát triển mới sẽ không có. Nên nhớ rằng, nếu chúng ta thỏa mãn, hài lòng với hiện tại, thì điều đó sẽ dẫn đến sự lạc hậu và suy thoái. Một lối sống, coi như tình trạng hiện tại không có gì, vẫn ổn, của người lãnh đạo cũng sẽ ảnh hưởng đến tổ chức. Với tổ chức, có thể nói, đây là điều bất hạnh nhất. Sáng tạo đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ liên tục, và nó được sinh ra trong những lúc khó khăn, trở ngại. Đó hoàn toàn không phải là những ý tưởng, kế hoạch có trước, cũng không phải là ý tưởng dễ dàng có ngay được, mà phải khổ công nát óc để suy nghĩ, phải luôn suy nghĩ về sự sáng tạo, về điều mình muốn làm, và phải theo đuổi đến cùng, không bỏ cuộc. 3. Có thái độ khiêm tốn. Nhà lãnh đạo cần phải rất khiêm tốn, cũng có người khi ở một vị trí nào đó quyền lực thì tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn, tự cao tự đại.
Với những người lãnh đạo đó, thành công nếu có chỉ là nhất thời, không lâu dài, khó lòng nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Do đó, tổ chức khó có được sự phát triển lâu dài, ổn định. Gần đây, số người có ý muốn mạnh mẽ về nguyên tắc tự làm chủ và đề cao các giá trị của bản thân đang dần tăng lên. Kết quả là họ trở nên đối lập, tách rời với mọi người xung quanh và khi làm việc chung thường phát sinh mâu thuẫn. Mặt khác, cũng có quan niệm cho rằng ngoài sự tồn tại của ta thì còn có những người khác nữa. Do vậy, cần phải hòa nhập giữa cá thể với tư cách là một bộ phận của một tổ chức. Ở Nhật, quan niệm này đã có từ xa xưa. Tôi cho rằng, dù đối lập về quan điểm, cách nhìn về sự vật hiện tượng, nhưng nếu sự yên ổn của tổ chức vẫn được đảm bảo thì sự hợp tác với nhau vẫn còn có thể. Điều này cũng phụ thuộc vào vai trò điều tiết của nhà lãnh đạo. Tóm lại, người lãnh đạo phải làm sao để tạo ra một môi trường thuận lợi với những điều kiện cơ bản tốt nhất, đồng thời phải tạo được bầu không khí thoải mái, vui vẻ, thân thiện tại nơi làm việc, trước hết là vì cấp dưới, sau đó mới vì bản thân mình. Ngoài ra, người lãnh đạo cũng rất cần sự khiêm tốn. Chính nhờ tinh thần biết khiêm tốn mà người lãnh đạo có thể dung hòa, điều tiết và cộng tác với cấp dưới để hướng đến mục tiêu có thể phát triển lâu dài, ổn định của tổ chức. 4. Chuẩn bị thước đo để đánh giá. Hằng ngày, người lãnh đạo phải thường xuyên thảo luận, bàn bạc rất nhiều điều với cấp dưới và luôn cần đưa ra những quyết định. Ngoài ra, khi trở về gia đình, họ cũng cần có những quyết định. Khi quyết định việc gì, chúng ta thường dựa trên thước đo của chính mình để xem xét, đánh giá và đưa ra quyết định. Tuy nhiên, thước đo này rất khó chính xác, vì dù sao đi nữa, nó cũng chủ yếu dựa vào phán đoán và cảm nhận cá nhân. Do vậy, cũng có lúc đánh giá không đúng người. Khi đánh giá ai đó, chúng ta cần đánh giá khách quan, do đó không được dựa vào thước đo cảm tính của bản thân, mà phải xem xét toàn diện dựa trên những tiêu chuẩn đạo đức chung của xã hội, những quy tắc của công ty và những lời nhận xét của những người chung quanh về đó. Ngoài ra, cũng có người tùy tiện tạo cho mình một thước đo. Thước đo này dựa vào việc phán đoán xem đó là việc có lợi cho mình hay là không. Tiêu chuẩn đánh giá có vẻ chính xác, nhưng tôi cho rằng thực chất đó là phán đoán có tính chất ích kỷ. Chúng ta sẽ phải đưa ra rất nhiều phán đoán trong cuộc sống. Nếu có phán đoán đúng, chúng ta sẽ có một cuộc sống tuyệt vời. Vì vậy, tôi nghĩ rằng nên thiết lập thước đo của sự phán đoán dựa trên nền tảng đạo đức xã hội với ba yếu tố đó là công bằng, chính nghĩa và thành thực. 5. Thân tâm khỏe mạnh thì phán đoán sẽ chính xác. Nhà lãnh đạo cũng phải có chú ý đến việc giữ gìn sức khỏe. Khi đưa ra những quyết định với tư cách là người đứng đầu một tổ chức thì rất cần đến sự minh mẫn. Tình trạng sức khỏe sẽ ảnh hưởng đến sự phán đoán và quyết định của nhà lãnh đạo. Trong tình trạng sức khỏe không tốt, nếu ra quyết định thì cũng có lúc đó là quyết định không sáng suốt. Và quyết định này có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cả những định hướng vốn có của tổ chức. Nếu trường hợp này xảy ra thì đó là điều bất hạnh cho tổ chức. Nói cách khác, nếu người lãnh đạo cảm thấy sức khỏe mình không tốt, không đủ sức đảm đương công việc thì nên rút lui, nên từ chức chứ không nên ngồi lì ở vị trí đó. Trong những tờ khác quan trọng, chỉ cần một quyết định sai lầm là có thể mọi chuyện đều kết thúc. Người ta nói rằng một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể cường tráng. Điều này hoàn toàn đúng. Tuy họ rút khỏi vai trò lãnh đạo nhưng với kinh nghiệm và kiến thức lâu năm của mình, họ vẫn có thể tiếp tục làm việc cho tổ chức đó với vai trò là thành viên hoặc người cố vấn. Tóm lại, người lãnh đạo khi đánh giá phải công tâm, công bằng, thành thục và cần đánh giá trong tình trạng sức khỏe và tinh thần đều tốt. Tự mài giũa, rèn luyện bản thân. Mặc dù sự nỗ lực không ngừng trong công việc là rất tuyệt vời nhưng điều đó chưa đủ. Ở cả mặt nhân cách lẫn kỹ thuật, nếu chỉ dừng lại ở trình độ tại nơi làm việc thôi thì họ sẽ trở thành người không thông hiểu sự đời. Vì không thể thấu hiểu mọi việc nên khi xuất hiện đối thủ cạnh tranh, mâu thuẫn nhiều sẽ làm họ đánh mất chính lập trường của bản thân. Cũng do sự hiểu biết không đầy đủ mà họ không nhận thức được rằng thông qua những cọ sát có tính cạnh tranh, mâu thuẫn ấy và mối quan hệ với đối phương mà nhận thức của họ sẽ trở nên rõ ràng hơn. Với cách làm việc như thế, vô hình chung họ đã tự tạo ra sự độc đoán khi phán đoán, quyết định và hành động. Một người lãnh đạo giỏi không phải là người chỉ biết tự mình chúi đầu vào công việc, mà anh ta phải biết cách làm sao để trang bị cho bản thân kiến thức, tầm nhìn rộng và xa, cũng như không ngừng nâng cao, hoàn thiện nhân cách. Một trong những cách để hoàn thiện mình đó là nên đọc và đọc nhiều sách. Với tôi, bất cứ khi nào được nghỉ làm, tôi đều đến nhà sách hoặc đọc sách ở nhà. Tuy không nhiều thời gian, nhưng đến nhà sách chỉ cần dành chút thời gian nhìn sơ qua tựa sách thì cũng có thể biết được mình nên đọc cuốn nào. Về việc đọc sách,
cũng không nên đặt ra mục tiêu cụ thể, chẳng hạn như một tháng đọc khoảng 1-2 cuốn, đề tài nào cũng tốt chứ không nhất thiết là phải liên quan đến công việc hoặc lĩnh vực mình quan tâm. Tóm lại, tự mình rèn luyện và nâng cao, hoàn thiện bản thân là một trong những công việc quan trọng của người lãnh đạo. 10. Để tiến hành kinh doanh đúng phương hướng. 1. Có tầm nhìn. Phải biết nhìn xa trông rộng. Điều quan trọng đầu tiên đó là phải xác định mục tiêu, mục đích kinh doanh. Tôi nghĩ là nên thiết lập mục tiêu ở mức độ nhìn xa trông rộng. Tại sao còn có ý thức về điều này? Bởi khi đam mê thay đổi kinh doanh, thì chúng ta sẽ cảm thấy trong mình luôn có một nguồn năng lượng dồi dào tuôn trào, không ngừng. Tuy nhiên, mặt trái của sự say mê đó chính là mục đích kinh doanh đó để làm gì? Kinh doanh vì muốn có nhiều tiền, vì lợi nhuận, hay vì muốn có danh tiếng, địa vị? Chúng ta kinh doanh một cách chân chính hay là không? Điều này cũng cần để ý tới. Nếu kinh doanh mà có cảm giác tội lỗi thì đương nhiên sẽ làm cho nguồn năng lượng nhiệt huyết của sự say mê giảm xuống. Con người chúng ta ai cũng thường có khuynh hướng hám danh hám lợi. Nếu hỏi 100 người thì số đông sẽ trả lời rằng mục đích kinh doanh của họ là vì muốn có thành tích và được mọi người kính trọng. Mục đích này có thể nói không có gì sai, và nếu đó là những việc làm quang minh chính đại thì điều này sẽ giúp bản thân họ tích lũy và phát huy hơn nữa nguồn năng lượng của mình. Nhưng cũng chính vì điểm này mà tôi nghĩ rằng khi kinh doanh cần phải biết nhìn xa trông rộng. Mục đích kinh doanh có lẽ sẽ tùy thuộc vào nhân sinh quan của mỗi người. Nếu đó là người có dã tâm, độc ác thì cho dù say mê kinh doanh đến đâu đi nữa, nhưng thành công đạt được cũng chỉ là nhất thời, không tồn tại được lâu, cuối cùng cũng sẽ thất bại mà thôi. Ngược lại, nếu tiến hành kinh doanh bằng cái tâm trong sáng, lương thiện, quang minh chính đại thì sẽ thu được nhiều thành công. Việc này cũng tuân theo quy luật nhân quả tuần hoàn, tôi tin như vậy. 2. Quan tâm đến mục đích của tổ chức. Sau một năm sáng lập công ty và khi bắt đầu những việc khó khăn, tôi đã nhận ra điều này. Tôi nghĩ rằng chúng tôi với tư cách là thành viên sáng lập công ty thì phải có trách nhiệm làm sao để kỹ thuật của chúng tôi được thế giới công nhận. Tuy chỉ là công ty mới thành lập, nhưng với những người trẻ tuổi được tuyển dụng đầu tiên, chúng tôi đều nghĩ rằng mình có thể ủy thác, gửi gắm cuộc đời cho công ty và hăng say làm việc. Tuy nhiên, trong tương lai, sẽ xuất hiện cái gọi là khoảng cách giữa các nhân viên và tôi cũng đã dự đoán được điều đó, cũng như những việc không hay có thể đang đợi họ trong tương lai. Vì vậy, tôi đã suy nghĩ một cách rất nghiêm túc về mục đích thành lập công ty. Mục đích của công ty là để làm gì? Phải làm sao để cho những người đang làm việc trong công ty không cảm thấy lo lắng, tuyệt vọng về những giấc mơ họ đã và đang vẽ ra. Không cảm thấy bất an khi suy nghĩ đến tương lai khi họ không còn trẻ nữa. Từ đó, tôi đã thay đổi phương thức kinh doanh, chuyển từ việc thử nghiệm và thực hiện những kỹ thuật của bản thân thành cố gắng làm gì đó để cống hiến cho sự phát triển và tiến bộ của nhân loại, của con người. Nghĩa là, tôi đặt mục tiêu kinh doanh không chỉ vì toàn bộ những người đang làm việc trong công ty, không phải chỉ vì đảm bảo cho cuộc sống của gia đình, mà trước hết, xem việc kinh doanh là trụ cột chính để đem đến một cuộc sống có ý nghĩa và hạnh phúc. Không chỉ dừng lại ở đó, mà mục tiêu của chúng tôi còn là cố gắng hoàn thiện kỹ thuật của công ty để góp phần cống hiến cho sự phát triển chung của khoa học kỹ thuật. Ngoài ra, một phần lợi nhuận của công ty sẽ cho vào nộp thuế, đóng góp phần nào cho những hoạt động phúc lợi xã hội, nhờ đó có thể giúp đỡ mọi người góp phần cho sự tiến bộ và phát triển của nhân loại. Tôi đã nghĩ như thế. Ngoài mục đích này ra thì tôi không còn mục đích nào nữa khi kinh doanh. 3. Chuẩn bị vector định hướng. Từ khi sinh ra, con người với tư cách là cá thể nên rất thích cuộc sống tự do, thích làm những điều cho riêng mình. Trong một tổ chức không thể để cho mỗi cá nhân muốn làm gì thì làm. Nhưng nếu có thể, vừa điều hòa được giữa sự tự do sáng tạo của cá nhân và lợi ích, công việc chung của tập thể, thì đó là điều tuyệt vời nhất. Từ trải nghiệm của mình, tôi nhận thấy, trong thực tế, nếu không có sự liên kết sức mạnh của từng cá nhân thì mọi việc không thể tiến hành thuận lợi. Nhìn lại lịch sử, sẽ thấy những sự liên kết tùy tiện, không có mục đích, mục tiêu, thì tổ chức, cộng đồng ấy không thể phát triển lâu dài được. Nếu khi thành lập một tổ chức mà không có sự đồng tâm hiệp lực, cùng chung chí hướng thì sức mạnh sẽ bị phân tán và không thể duy trì, phát huy nguồn sức mạnh to lớn, sức mạnh tổng hợp để làm nên đại sự. Do vậy, chúng ta rất cần sự chuẩn bị vector định hướng về mục tiêu, phương hướng và mục tiêu, phương hướng này sẽ được thành lập là dựa vào những suy nghĩ chung được chia sẻ lẫn nhau. Để có thể suy nghĩ và hành động đúng đắn, chúng ta cần thiết lập mục tiêu đúng.
Mục tiêu định hướng này phải được xây dựng trên cơ sở của những tiêu chuẩn chung về mặt đạo đức, triết học và lấy đó làm cơ sở, nền tảng như một trụ cột chính để điều hòa những cái tính khác nhau của từng cá nhân khi họ làm việc chung. Nếu có thể tạo ra một tổ chức giống như một vòng tròn đồng tâm thì rất tốt. Ở vòng tròn lớn sẽ bao gồm nhiều vòng tròn nhỏ, cùng có một tâm điểm chung nhưng cũng hoàn toàn có sự tách biệt. Như vậy, hãy có mục tiêu chung cần hướng đến là tâm của vòng tròn. Một cá nhân mang một cá tính, bản sắc riêng, không trộn lẫn, hòa tan, nhưng sẽ góp phần tô điểm và không thể tách rời vòng tròn lớn đó. Quan trọng là sự điều hòa của mọi người và là của người đứng đầu để nhân viên tự do phát huy ý tưởng và cá tính của mình với mục tiêu chung như thế nào. Có thể thành công hay không, cũng giống như việc bắn mũi tên vào vòng tròn lớn vậy. Ta có thể ngắm và bắn ngay chính giữa hồng tâm của vòng tròn bằng một mũi tên duy nhất với số điểm tuyệt đối là 100. Nhưng cũng với số điểm 100 ở chính giữa hồng tâm ấy, ta vẫn có thể dùng nhiều hơn một mũi tên. Điều cơ bản cần chú ý đó chính là nếu thành lập một tổ chức có định hướng và mục tiêu rõ ràng, thì bắt đầu công việc cùng chia sẻ những suy nghĩ, giá trị quan. Từ đó sẽ giúp hình thành sự gắn kết lâu dài, có thể tập trung hướng đến sự phát triển ổn định, bền vững và hiệu quả. 4. Đánh giá đúng bản chất của sự vật, hiện tượng. Công ty nếu càng phức tạp thì khi có những sự việc xảy ra, tình hình sẽ càng trở nên phức tạp hơn. Nếu chỉ nhìn một cách đơn giản ở bề ngoài của sự vật, hiện tượng, thì chúng ta sẽ không thể thấy được bản chất của đa dạng, phức tạp ở mức độ cao của sự vật hiện tượng. Do vậy, chúng ta thường có khuynh hướng đánh mất đi bản chất thật của chúng. Việc kinh doanh đòi hỏi chúng ta phải xem xét rất thận trọng, kỹ lưỡng, bản chất thật ẩn sâu bên trong của sự vật hiện tượng. Nếu làm được điều này, sẽ thành công, ngược lại, có thể sai một ly đi một dặm. Tôi xin lấy một ví dụ cụ thể, đó là thời điểm ở Nhật, có những tin đồn về việc cải cách đất nước. Khi đó đã xảy ra tình trạng đầu cơ tích trữ đất, các công ty đổ dồn vào lĩnh vực bất động sản và nghĩ rằng đó là cơ hội tốt để đầu tư, phát triển kiếm lợi nhuận. Tình trạng người người, nhà nhà tranh nhau mua đất đã xảy ra. Chúng tôi vẫn kiên trì không tham gia vào những cuộc mua bán như thế. Tôi cũng đã từng nói với bạn bè, người thân và một số người muốn mua đất rằng tốt nhất là nên đường đường chính chính làm ăn, nên bỏ tiền vốn tiền ra, tìm cách chế tạo ra cái gì đó rồi đem nó bán đi để lấy tiền. Tuy nhiên, những lời tôi nói không lọt vào tai họ, họ vẫn thích mua đất kinh doanh. Sau một thời gian thì xảy ra cuộc khủng hoảng dầu hỏa đã khiến cho tiền đầu tư vào lĩnh vực đất đai của các công ty hầu như bị đóng băng. Hàng loạt công ty phá sản giải thể, trong khi đó công ty của tôi vẫn an toàn là do nguồn vốn lưu động dồi dào, cán cân thu chi tài chính ổn định, nên có thể mua và trang bị nhiều thiết bị, máy móc có kỹ thuật mới. Và công ty của tôi được mọi người đánh giá cao, hết lời khen ngợi. Đương nhiên, điều này không phải vì tôi có con mắt thần thông quảng đại có thể nhìn xa trông rộng nên biết trước mọi việc. Nhưng tôi thấy rằng có nhiều người cứ nhìn thấy lợi ích trước mắt là nhắm mắt đi theo làm theo với người khác. Đó là những người chỉ nhìn thấy bề nổi của sự vật, hiện tượng mà thôi. Tôi luôn tạo ra cho mình thói quen suy nghĩ thật chín chắn, cẩn trọng xem xét đúng sai và luôn kiên trì bảo vệ lập trường, cách suy nghĩ cho đến lối sống của mình. 5. Tìm kiếm lợi nhuận một cách minh bạch. Nhà kinh doanh thường luôn tâm niệm rằng mình phải bằng mọi cách để kiếm lợi nhuận cho bản thân và tổ chức. Điều này không có gì đáng xấu hổ. Khi hoạt động trong thị trường tự do, cạnh tranh khốc liệt, thì điều quan trọng là phải cạnh tranh một cách đường hoàng để thu lợi nhuận. Trong một cạnh tranh gay gắt về giá cả, do luôn phải nỗ lực để hợp lý hóa chế độ phân phối, những giá trị phụ thêm, nên nhà kinh doanh luôn nghĩ đến việc phải làm sao để có được lợi nhuận, nên họ thường có khuynh hướng tăng giá thành sản phẩm để bù lỗ hoặc kinh doanh bất chính. Tuy nhiên, tôi cho rằng càng cạnh tranh gay gắt thì chúng ta càng phải kinh doanh minh bạch, cạnh tranh đường hoàng. Không nên chỉ vì quá chạy theo mục tiêu kiếm lợi nhuận mà thực hiện những cách kinh doanh bất chính, trái đạo đức hoặc bằng những thủ đoạn đáng xấu hổ. Tôi tin rằng chỉ cần nỗ lực phấn đấu, kinh doanh có mục đích và định hướng đúng thì chắc chắn sẽ có thành quả tốt, lợi nhuận nhiều. Tuyệt đối không nên chỉ chạy theo những cơ hội trước mắt và tìm cách kiếm tiền bằng mọi thủ đoạn, bất chấp tất cả những lợi ích chung của mọi người. Cuộc khủng hoảng dầu lửa đã xảy ra là một trong những cơ hội ngàn vàng mà nhiều người đã thu thập được nhiều lợi nhuận, nhưng cũng để lại những bài học đáng giá và sâu sắc mà chắc chắn chúng ta khó quên. Những nhà kinh doanh có thể trụ vững trong bối cảnh đó và tổ chức của họ vẫn có thể duy trì tình trạng kinh doanh ổn định, phát triển bền vững là do bản lĩnh vững vàng, không bị lung lay và bị lôi vào vòng xoáy của những người đầu cơ tích trữ, hám lời. Tôi tin rằng kinh doanh chân chính sẽ luôn đem lại lợi nhuận cao nếu đúng mục tiêu, phương hướng và cách thức. 6.
đón nhận niềm vui từ khách hàng. Cũng có nhiều người suy nghĩ và làm việc với quan niệm rằng cố gắng làm việc là để kiếm lợi nhuận cho công ty và tìm kiếm lợi ích cho của mình. Đây là suy nghĩ không nên. Nguyên tắc cơ bản cần nhớ đó là tìm kiếm lợi nhuận cho công việc đối với khách hàng, đối tác là điều đương nhiên, nhưng cũng rất cần biết cách đón nhận những niềm vui ở ngay trong tổ chức từ bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên và từ chính sách khách hàng. Sau thời gian khoảng 1 năm công ty hoạt động, tôi và bạn bè, đồng nghiệp đã nhận ra điều này và bắt đầu có suy nghĩ đến việc làm sao trao cho khách hàng những vật họ cần. Tôi luôn tâm niệm rằng không phải là làm sao bán được hết hàng hóa, sản phẩm đã làm, mà sản phẩm làm ra là để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Và lợi nhuận kiếm được nhiều hay ít chính là do khách hàng. Để nâng cao lợi nhuận, chúng ta phải tìm cách nâng cao kỹ thuật và phát triển những sản phẩm mới. Một điểm cần lưu ý, đó là tất cả phải luôn tâm niệm rằng nếu chúng ta nhận được nhiều niềm vui từ khách hàng thì đó cũng là lợi nhuận. Cho nên, chúng ta cần phục vụ họ thật tốt. Nếu kinh doanh xuất phát từ quan điểm kiếm lời vì chúng ta, vì tổ chức của chúng ta, thì người làm kinh doanh sẽ rơi vào tình trạng vị kỷ chủ nghĩa. Chỉ biết đến mình và những cơ hội kinh doanh chắc chắn cũng sẽ rất khó tìm đến với chúng ta. Người biết kinh doanh là người phải nắm rõ, biết mình, biết ta, biết họ cần gì, và cần quan niệm cho là nhận. Nghĩa là, khi ta có thể trao cho người khác những gì họ muốn, cũng chính là lúc chúng ta được nhận lại những thành quả ngọt ngào từ chính họ. Cơ hội kinh doanh luôn là do chính mình tạo ra. Trước hết là ở cái tâm thiện, luôn biết suy nghĩ vì người khác. 7. Để được khách hàng tôn trọng. Người ta nói rằng trong kinh doanh, chữ tín rất quan trọng. Người càng được tin cậy thì cơ hội giao thương, làm ăn và thành công kiếm càng lớn. Điều này hoàn toàn đúng vì chữ kiếm lời gồm do hai chữ Hán là tín, ở tin tưởng, ở bên trái và chữ giả, người, ở bên phải ghép lại. Ông bà ta từ ngày xưa đã dạy như vậy và tôi cũng nghĩ như thế. Nền tảng cơ bản của chữ tín trong kinh doanh đó là giao đúng thời hạn, sản phẩm chất lượng và giá cả phù hợp. Tuy nhiên, nếu bên sản xuất, bên bán làm những việc gây ảnh hưởng xấu đến vấn đề nhân cách đạo đức thì chắc chắn uy tín sẽ giảm xuống. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta thành ý và trung thực trong kinh doanh, chúng ta sẽ nhận được sự tin tưởng và kính trọng của khách hàng. Nếu đã được khách hàng tin tưởng rồi thì vấn đề giá cả đắn đo mua hay không mua không còn là điều quan trọng nữa và chắc chắn là họ sẽ mua vui vẻ, vô điều kiện. Tóm lại, đạo đức trong kinh doanh chính là chìa khóa then chốt vượt qua những tiêu chuẩn về giá cả, chất lượng, đúng thời gian. Đây là điều mà người kinh doanh nào cũng cần nhớ. Kinh doanh bằng chữ tâm. Nói cách khác, cái gì thuận theo lẽ tự nhiên, hợp với đạo đức và lòng người thì sẽ được yêu kính và trôi chảy như một lẽ tất yếu trong quy luật nhân quả của cuộc sống. Để có được sự khởi đầu kinh doanh thuận lợi thì trước tiên chúng ta cần trang bị điều này. 8. Xây dựng triết lý của tổ chức. Mô hình kinh doanh kiểu Nhật đang được chú ý. Nếu nhìn theo các suy nghĩ của các nước Âu Mỹ đã đánh giá thì người ta sẽ không hiểu được tại sao nhân viên người Nhật lại cống hiến hết mình, nhiệt tình cho công ty của họ đến như vậy. Người ta tin rằng chắc chắn phải có một hệ thống tổ chức hoàn hảo tuyệt vời trong công ty Nhật. Thực tế thì không phải vậy. Tính siêng năng, cần cù của người Nhật là giá trị đã được định hình từ nền văn hóa truyền thống. Nhật Bản vốn là một đất nước nghèo, tài nguyên thiên nhiên lại thường phải chịu động đất. Do vậy, ý thức tự lập, tự làm đã được giáo dục cho trẻ em từ rất sớm. Trong những công ty Nhật thì tất cả mọi người, từ người ưu tú, lãnh đạo, đều có ý thức về điều đó và họ coi công ty chính là ngôi nhà của mình và họ nỗ lực cố gắng làm việc vì công ty, cũng là vì bản thân họ. Trong công ty kiểu Nhật Bản truyền thống, luôn có những thành viên nòng cốt. Họ chính là những người tiêu biểu cho tinh thần làm việc, cống hiến hết mình vì tổ chức. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi của thời đại thì cũng có sự thay đổi về ý thức. Ngày nay đã xuất hiện những quan niệm vị kỷ, coi mình là trung tâm ở những người làm tại các công ty Nhật. Khuynh hướng chủ nghĩa cá nhân này dường như ngày càng tăng lên. Nếu cứ như thế này thì chắc chắn các công ty Nhật cũng sẽ bước vào con đường suy thoái, giống như tình trạng đã từng xảy ra ở nhiều công ty Mỹ, đã buộc phải phá sản khi mà chủ nghĩa cá nhân đã phát triển một cách quá mức. Ngay những công ty lớn của Mỹ vốn rất coi trọng đề cao chủ nghĩa cá nhân như IBM, Hewlett-Packard cũng đã có những chiến lược để giải thích tỉ mỉ về triết lý, tư tưởng của công ty và đạt được sự phát triển ổn định và bền vững. Về phía các công ty Nhật, tôi nghĩ rằng vẫn cần kế thừa và phát huy truyền thống cần cù và phải giáo dục cho thế hệ trẻ điều này. Ngoài ra, tuy cũng chú trọng đến những sáng tạo của cá nhân, nhưng những nhà lãnh đạo cũng phải chia sẻ với họ về ý nghĩa thực sự của lao động, làm việc, cũng như giúp họ thấu hiểu triết lý, mục tiêu, định hướng chung của tổ chức
để họ cùng cố gắng đồng tâm, hiệp lực, chia sẻ với mình. Nếu không thể tạo được sự gắn kết mạnh mẽ, chắc chắn sẽ dễ theo vết xe đổ của các công ty Mỹ. 11. Lấy tâm làm nền tảng để xây dựng tổ chức. 1. Tâm trong kinh doanh sẽ tạo thành tựu to lớn. Tôi đã thực hiện việc kinh doanh dựa trên nguyên tắc lấy chữ tâm làm gốc. Nói khác đi, đó là làm cách nào đó để tạo ra sự gắn kết trong công ty bằng sự tin tưởng vững chắc thông qua việc truyền tải những thông điệp phải từ trái tim đến trái tim. Trong việc thiết lập mối quan hệ giữa người và người, chúng ta cần chú ý đến nguyên tắc này. Để được yêu thương, trước hết, ta phải yêu thương người khác, và chính tình yêu thương sẽ là sợi dây gắn kết các mối quan hệ. Do đó, các nhà kinh doanh phải có một trái tim, một tấm lòng rộng mở, luôn suy nghĩ kinh doanh không vì mình mà là vì mọi người. Tôi đã luôn tự ý thức và nhắc nhở mình như thế. Nếu không có một trái tim nhân ái, có tình thương và suy nghĩ vì người khác, hết mình vì mọi người, thì chắc chắn sẽ khó thu phục được nhân tâm, khiến nhân viên cảm động để có thể cùng chung sức, chung lòng, tận tụy trung thành, cống hiến hết mình trong công việc, trên con đường hướng tới mục tiêu chung. Khi coi trọng chữ tâm trong kinh doanh, chúng ta cũng dễ dàng đạt được sự tin tưởng. Cũng có nhiều người dễ bị tác động bởi những ảnh hưởng của môi trường xung quanh, nhưng nhà kinh doanh tài ba đó là người phải luôn giữ vững lập trường của mình, để làm sao cho luôn tâm bất biến như dòng đời vạn biến. Những tấm gương thành công kinh doanh trong sử sách đều ghi đậm yếu tố này. 2. Sự tin tưởng được tạo nên từ chính bên trong. Nếu không thể tạo lập được sự gắn kết, tin tưởng giữa người với người, thì tổ chức, công ty sẽ không thể thành công. Vậy làm thế nào để tạo ra sự tin tưởng ấy? Tôi cho rằng lòng tin được hình thành từ những mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè, đối tác. Nghĩa là tin tưởng ở phạm vi bên trong và bên ngoài. Trong giao dịch làm ăn, thuật ngữ tin tưởng thường dùng để chỉ mối quan hệ bên ngoài. Nhưng tôi nghĩ rằng điều đó không đủ. Để tạo được lòng tin từ người khác, làm cho người ta tin mình thì trước hết, chính mình phải là người đáng tin cậy. Làm sao để người ta có thể tin mình, chính mình phải tạo ra sự tin tưởng ấy. Chính vì tin mình mà có thể thu hút được nhiều người cùng cộng tác làm việc chung với mình. Trong cuộc đời, tôi cũng đã rất nhiều lần bị người khác phản bội, nhưng tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi luôn nghĩ rằng, dùng người phải tin, nghĩa là mình phải hoàn toàn tin người khác. Trước tiên mình phải tin người ta, thì người ta sẽ tin mình. Và điều quan trọng hơn là phải luôn tự đặt câu hỏi cho bản thân. Làm sao để người khác tin mình? Ngay cả trong những tình huống bị phản bội, thì cũng cần phải tỉnh lại chính mình và lấy hành động chân thực, xuất phát từ trái tim chân thành để chứng minh. Nếu chỉ vì sự hiểu nhầm nào đó mà đánh mất lòng tin, thì sẽ không thể xây dựng mối quan hệ tin cậy lẫn nhau được. Trong cả mối quan hệ giữa người và người, lẫn trong công việc kinh doanh, chữ tín cần luôn được tôn trọng và ghi nhớ rằng điều đó không phải tìm kiếm trong mối quan hệ bên ngoài mà từ chính bên trong bản thân chúng ta. 3. Trái tim biết lắng nghe sẽ tạo ra sự tin tưởng. Để duy trì sự phát triển lâu dài, thịnh vượng và bền vững của một tổ chức, một công ty, thì người lãnh đạo cần phải động não suy nghĩ để tìm cách luôn tạo ra việc cho nhân viên làm. Điều này là đương nhiên. Tuy nhiên cũng cần phải làm sao để nhân viên có thể gắn bó lâu dài với tổ chức. Để có thể làm được điều này, người lãnh đạo cần tạo ra lòng tin tưởng và mối quan hệ kính trọng từ nhân viên. Do vậy, hãy coi trọng yếu tố yêu thương ngay cả trong những lúc sinh hoạt bình thường hàng ngày. Dĩ nhiên là trong cuộc sống bận rộn hàng ngày, do bị cuốn vào vòng xoáy công việc mà người lãnh đạo khó có thể tiếp xúc trực tiếp với tất cả nhân viên. Nhưng điều đó không có nghĩa là không thể thực hiện được sự yêu thương dành cho họ. Đơn giản chỉ bằng thái độ quan tâm, thể hiện qua việc cùng đi ăn, lắng nghe họ nói về những tâm tư, nguyện vọng và ý tưởng. Nếu có thể lắng nghe và chia sẻ chân thành bằng cả trái tim, thì chúng ta sẽ tạo được sự đồng cảm và tin tưởng. Chính điều này sẽ là yếu tố hình thành nên sự hòa hợp, hòa đồng, có thể gắn kết mọi người lại với nhau. Tuy nhiên, thân mật nhưng cũng cần có khoảng cách, nghĩa là vẫn cần duy trì tính kỷ luật theo những quy định của tổ chức, của công ty. Nhưng cũng cần lưu ý, đừng để cho thái độ khi ra những mệnh lệnh, yêu cầu trở thành bức tường ngăn cách giữa nhà lãnh đạo và nhân viên. 4. Làm cho tổ chức phát triển. Nhà lãnh đạo là người có trách nhiệm nặng nề khi vừa phải làm sao để kiếm lợi nhuận cho bản thân, vừa đem lại lợi nhuận cho tổ chức và công ty. Họ luôn phải thực hiện đồng thời hai vai trò này, nhưng phải xem xét, cân nhắc kỹ xem cán cân giữa hai bên sao cho hợp tình hợp lý nhất. Ví dụ, khi một công ty muốn phát hành cổ phiếu ra thị trường sẽ có hai cách. Một là bán hết cổ phiếu mà các cổ đông đang nắm giữ ra thị trường. Hai là phát hành cổ phiếu mới.
Cách làm của người đầu tiên sẽ chỉ tạo ra cơ hội đem lại lợi nhuận cho người chủ và các cổ đông nắm giữ cổ phiếu. Trong khi đó, cách làm của người thứ hai sẽ có thể đem lại cơ hội cho nhiều người, toàn thể nhân viên. Trong trường hợp là tôi, thì tôi sẽ chọn cách thứ hai, nghĩa là sẽ ngay lập tức phát hành cổ phiếu mới. Điều này có nghĩa, ngay cả trong nội bộ của một tổ chức, một công ty cũng cần xây dựng mối quan hệ tin tưởng, bình đẳng. Nếu để tâm lưu ý đến điều này và làm cho nhân viên hiểu được thì họ có thể yên tâm làm việc. Nền tảng then chốt trong kinh doanh của nhà kinh doanh giỏi đó là phải coi trọng nhân viên, làm sao đảm bảo cho hiện tại và tương lai của họ. Họ cũng chính là một đối tác quan trọng và chỉ có bằng sự ổn định nội bộ thì mới có thể tập trung nguồn sức mạnh đó để phát triển tổ chức một cách bền vững. 5. Nâng cao mục tiêu. Có nhiều người quan tâm tới việc tổ chức, một công ty thì nên như thế nào, nhưng hầu như không có quan niệm công ty nên làm gì, nghĩa là đề cập đến việc quan trọng của mục đích thành lập một công ty. Tôi cho rằng nếu đây là một mục tiêu số 1 nhắm đến, thì chắc chắn trong quá trình để đạt được nó cũng không phải là dễ dàng. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc kinh doanh có thể chia làm hai loại, đó là yếu tố có thể nhìn thấy và không thể nhìn thấy. Những yếu tố có thể thấy được đó là những yếu tố mang tính chất vật lý, có tính thể tính toán được như tiền vốn, trình độ kỹ thuật, thiết bị. Những yếu tố không thể nhìn thấy bằng mắt thường đó là những triết lý, lý tưởng, quy định, đặc trưng của công ty được tạo nên từ người lãnh đạo và tất cả nhân viên. Phải hoàn thiện và nâng cao toàn diện tất cả những điều này. Nếu nhắm đến mục tiêu số 1 ở cả phương diện triết lý kinh doanh hay phương châm hành động thì chắc chắn phải luôn tìm kiếm những điều tuyệt vời nhất. Điều này có thể là một thử thách cho cả lãnh đạo, nhân viên và đòi hỏi họ phải có sự nỗ lực không ngừng. Nếu suy nghĩ rằng muốn trở thành một công ty nổi tiếng, muốn làm việc trong một công ty nổi tiếng thì tự bản thân nhà lãnh đạo và nhân viên phải có ý thức trách nhiệm về điều này bằng tất cả sự nỗ lực trong suốt cả một quá trình để đạt được điều đó. 6. Đạt đến sự đồng cảm, chia sẻ, vượt qua khoảng cách giữa các thế hệ. Khoảng cách giữa các thế hệ cũng là một vấn đề thường gặp phải khi truyền đạt những triết lý của người lãnh đạo cho mọi người trong công ty, do sự chênh lệch tuổi tác, sự khác biệt về môi trường và hoàn cảnh sống, kinh nghiệm cá nhân. Nếu có thể làm cách nào đó để tháo bỏ bức tường ngăn cách này thì sẽ tạo được sự gắn kết chung. Cũng giống như mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, nếu những triết lý của tổ chức quá mang màu sắc của thời đại cũ thì giới trẻ sẽ khó mà hiểu và cảm được. Để người trẻ có thể hiểu được thì những triết lý đưa ra không được quá cao siêu mà cần dễ hiểu, có tính phổ quát chung là điều cơ bản chung được chia sẻ và hưởng ứng của đại đa số. Cần ghi nhớ và giữ vững quy tắc. Cho dù thời đại có thay đổi, nhưng phải làm những việc nên làm với tư cách là một con người theo đúng nghĩa của nó. Chân lý này luôn đúng và chắc chắn sẽ nhận được sự đồng cảm của mọi người. Cũng có người than phiền rằng, gần đây số người trẻ sống dễ dãi, buông thả, không chịu làm việc đang tăng lên. Do vậy, rất cần sự chia sẻ về ý thức sống đúng đắn, về việc cần ấp ủ những ước mơ hoài bão của bản thân, nhất là thế hệ trẻ. Tôi tin rằng có không ít bạn trẻ cũng có những ước mơ, khao khát, muốn làm một việc gì đó với một quyết tâm rất cao, dù có gian khổ cũng không bỏ cuộc. Việc cần làm là biết chia sẻ đúng cách để họ hiểu và đồng cảm được với những gì mà người lãnh đạo muốn làm. 7. Trách nhiệm theo nghĩa vụ. Tôi nghĩ rằng người làm kinh doanh giống như đạo diễn một vở kịch và công ty chính là một đoàn kịch. Trong vở kịch thường có hai nhân vật chính là vai chính diện và phản diện. Người diễn vai chính thường là những nhân vật nam, nữ xinh đẹp. Tuy nhiên, xung quanh họ còn rất nhiều nhân vật khác như diễn viên phụ, người phụ trách đạo cụ, trang phục, ánh sáng, âm thanh. Những người này có thể chỉ đóng vai trò phụ, nhưng nếu thiếu một trong số họ thì vở kịch không thể đạt được kết quả tốt nhất. Nghĩa là, mỗi người cũng chính là một diễn viên, tuy vai diễn khác nhau nhưng họ đều bình đẳng. Tuy bình đẳng nhưng vai trò của mỗi người khác nhau. Nói cho dễ hiểu là dù diễn viên chính mặc trang phục của diễn viên phụ và đóng vai đó, nhưng chưa chắc là đóng đạt. Ngược lại, dù cho diễn viên phụ mặc quần áo đẹp và ra sàn diễn nhưng cũng không thể đóng vai chính. Trong công ty cũng thế, mỗi người như một diễn viên, nghĩa là phải đóng cho tròn vai tùy theo khả năng và công việc, vị trí của mình. Chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Vai trò của người lãnh đạo là quan trọng nhất. Họ giống như đạo diễn bởi vì họ phải làm sao nhìn bao quát được tất cả để phân vai cho phù hợp. Tuy nhiên cũng không phải vì là người giữ vai trò chủ chốt đứng đầu mà họ cho rằng họ có quyền tự chủ quyết định trong mọi việc. Đây là điểm khác biệt giữa kinh doanh và diễn kịch.
Nếu việc gì giám đốc hoặc nhà lãnh đạo cũng tự ý quyết định mọi việc thì sẽ dễ dẫn đến hiểu lầm và về sự độc quyền, độc tài. Giám đốc thật ra cũng chỉ là một chức danh được gắn cho. Anh ta có thể diễn tròn vai hay không còn phụ thuộc vào những con người và yếu tố liên quan ở xung quanh. 12. Để có thể mở ra con đường mới. 1. Ra bài tập khó. Có câu thành ngữ là Itago Ichimai Shita wa Jigoku, nghĩa là thuyền lớn, sóng lớn. Câu này dành cho thành viên công ty mới được sáng lập. Họ cũng giống như những người thủy thủ lái con tàu ra khơi nhưng không biết được chuyện gì sẽ xảy ra, nguy hiểm gì đang chờ đón ở phía trước, nhưng vẫn phải luôn vững tay lái, cố gắng chăm chỉ làm việc. Nhưng đến lúc công ty của họ bắt đầu phát triển, thì cùng với sự thay đổi của thời đại, cùng với những yếu tố môi trường tác động đến, khiến một số người bị tác động nên thay đổi ý thức làm việc, thậm chí thay đổi hẳn cả động cơ làm việc. Điều này cũng là lẽ tự nhiên, những người được cho là có ý chí sắt thép cũng khó lòng chống lại được. Nhưng trong những lúc khó khăn như thế, chúng ta càng không được bỏ cuộc, phải tự khích lệ chính bản thân mình. Mình có vốn, có trang thiết bị, có nhân lực trong tay, tất cả chỉ là vạn sự khởi đầu nan. Khi bắt đầu khởi nghiệp thì tất cả chúng ta đều cần trang bị cho mình một tinh thần thép. Nhưng để có đủ dũng khí đương đầu với những thử thách thì chúng ta không được để nghịch cảnh đánh bại mà còn phải tự rèn luyện bản thân. Người có tinh thần đó phải là người có suy nghĩ lạc quan, có phẩm chất trung thực, dám đón nhận những thử thách bằng cách tự đề ra cho mình những bài tập khó như là những mục tiêu cần chinh phục. Nếu không có những người dám chịu, nhảy vào dầu sôi lửa bỏng bằng một tinh thần quả cảm thì tôi nghĩ rằng đã không thể có một thời đại mới phát triển và mở ra những con đường mới cho Nhật Bản như ngày hôm nay. 2. Say mê làm việc. Một trong những chìa khóa của sự thành công trong kinh doanh đó là sự say mê, khao khát, ấp ủ những ước mơ, hoài bão. Người ta thường nói rằng khi bước vào con đường kinh doanh thì phải say mê với những ý tưởng của mình. Cho dù có tiền vốn, kế hoạch thu chi tỉ mỉ, nhưng nếu không khởi nghiệp bằng lòng say mê thì sẽ thất bại. Cũng đã có nhiều người như thế. Yếu tố quan trọng đầu tiên đó là nhiệt tình, vững bước tiến lên theo đúng mục tiêu mình đã định. Khi tôi mới thành lập công ty điện thứ hai, tức là công ty KDDI hiện tại, tôi phải luôn tự nhắc bản thân về điều này. Khi đó, mặc dù tôi rất cần tiền đầu tư để mở rộng kinh doanh, nhưng không được ai giúp đỡ, lý trí của tôi đã mách bảo nhiều lần là không nên làm. Nhưng tôi đã đấu tranh tư tưởng và tập trung hết mình vào công việc để cắt đứt suy nghĩ ấy. Dù thế nào đi nữa thì mình cũng phải làm được. Tôi đã thay đổi suy nghĩ và bắt đầu hành động với tất cả sự say mê và cuối cùng cũng tìm ra được cách giải quyết vấn đề. 3. Động cơ phải tốt. Tôi luôn nhắc mình như thế khi thực hiện việc kinh doanh. Điều này tôi đã tự nhắc nhở mình ngay từ khi bắt đầu kinh doanh và trong suốt quá trình kinh doanh. Chúng ta luôn phải tự xem mục đích sâu cùng của công việc mình làm là tốt hay không tốt. Tiêu chuẩn đánh giá tốt hay xấu này dựa trên thang đánh giá có tính phổ quát chung, chứ không phải là do bản thân mình tự xây nên. Tốt không phải là điều đó đem lại lợi ích cho bản thân mình mà là vì người khác, vì lợi ích của người khác. Khi tiến hành công việc, chúng ta phải thường xuyên nghĩ đến động cơ tốt, nghĩa là đừng để ý thức bị tác động, lung lay bởi bất kỳ lý do nào, không được vì để đạt được thành quả, mục tiêu mà làm những việc trái đạo đức, những hành vi bất chính, không quang minh chính đại. Nói cách khác, đi đó là phải luôn tự vấn lại lương tâm của mình. Nếu tôi tin rằng nếu động cơ tốt, quá trình thực hiện cũng tốt thì thành công là kết quả tất yếu. 4. Sống hết mình cho ngày hôm nay. Tôi thường không lập kế hoạch kinh doanh dài hạn vì tôi nghĩ rằng nên tập trung làm tốt nhất công việc ở hiện tại, bởi không ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao, nói gì đến chuyện của mấy mươi năm sau. Tôi cho rằng cứ sống hết mình, tập trung làm việc trong từng ngày, từng phút, từng giây, từng khoảnh khắc là tốt. Và khi nỗ lực như thế thì kinh nghiệm ngày càng được tích lũy, cho nên có thể nhìn thấy được tương lai. Sau khoảng 5 hoặc 10 năm liên tục cố gắng, chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái được những thành quả to lớn. Suy nghĩ sống hết mình cho ngày hôm nay vì không rõ ngày mai sẽ ra sao này đã được tôi rút ra từ chính kinh nghiệm của bản thân. Nhiều người lãnh đạo trong các công ty lớn và nổi tiếng thường có kế hoạch ngắn, chung, dài hạn trong những chiến lược phát triển công ty, nhưng tôi vẫn kiên định giữ vững lập trường của mình. Sau một thời gian dài, khoảng 30 năm, liên tục thực hiện phương pháp này thì tôi đã có thể nhìn thấy được những thay đổi ở phía trước trên con đường lập nghiệp. Điều này như người ta đã nói,
đã đạt đến đỉnh cao của người, nhìn thông suốt mọi chuyện. Tóm lại, bằng việc tập trung sống hết mình ở thời điểm hiện tại sẽ giúp chúng ta có thời gian thẩm thấu dần những tri thức, kinh nghiệm của mọi chuyện xung quanh, từ đó có thể dự đoán được tương lai. 5. Tập trung suy nghĩ về công việc. Khi mới bắt đầu lập nghiệp, tôi chưa hề có cảm giác bất an, lo lắng. Dĩ nhiên, khi triển khai kinh doanh với mô hình mới, thì con đường đó không hề dễ dàng. Cứ tiến lên một bước, lại có cảm giác như đụng phải bức tường đang chắn phía trước. Tuy nhiên, không biết được có bao nhiêu thử thách đang đón chờ, nhưng chúng ta sẽ phải lần lượt vượt qua, qua từng chướng ngại một. Mọi người có thể không tin, nhưng khi đó tôi hoàn toàn không cảm thấy lo lắng gì cả. Điều này là vì, từ những thành công mà mình đạt được, tôi đã dự đoán được kết quả và sự thành công của cả quá trình tiếp theo. Để công việc trôi chảy, thì phải có cái nhìn bao quát ngay từ đầu đến cuối. Có thể gọi đây là khả năng nhìn xa, trông rộng. Vì thế cần phải có sự nỗ lực, tập trung suy nghĩ liên tục, ngay cả trong những công việc hàng ngày. Phải cố gắng nghĩ thông suốt, cho dù là một điểm nhỏ nhất. Không để tâm tư bị vướng mắc mà phải làm triệt để cho xong. Ngoài ra, trong đầu cần luôn nghĩ đến những cách giải quyết vấn đề cho những tình huống có thể xảy ra. Tôi cho rằng khả năng nhìn xa trông rộng này càng nhiều thì khả năng thành công càng cao. Nếu có thể xác thực được mức độ thành công khi tiến hành một việc gì đó thì dễ thuyết phục người ta theo mình. Và nếu họ làm việc bằng một ý chí quyết tâm thì chắc chắn con đường dẫn đến thành công sẽ không thể không chạm đến. 6. Đơn giản hóa mọi việc. Hằng ngày, nhà kinh doanh phải đối mặt với nhiều vấn đề. Có vấn đề đơn giản nhưng trong mắt họ lại trở nên phức tạp. Đó là do ảnh hưởng của thói quen luôn suy nghĩ, xem xét, phân tích, phán đoán mọi sự vật hiện tượng. Tuy nhiên, điều này khiến cho sự vật trở nên phức tạp hơn, giống như một mối dây bị nối quá nhiều, mối khó quá tháo gỡ. Để giải quyết việc này thì không chỉ dừng lại ở việc tìm cách giải thích tiền trạng như, hoặc đặt những câu hỏi như, tại sao lại xảy ra việc như này? Mà điều cần làm là phải quay đầu lại điểm khởi đầu, bình tĩnh tìm ra từng đầu mối để tháo bỏ chúng và từ từ tháo gỡ cho đến điểm cuối cùng. Nếu như làm được như thế, có thể hiểu rõ được quá trình diễn biến của sự việc. Nếu có những tình huống gặp phải nằm ở những vấn đề trước đây, thì sự việc càng dễ giải quyết. Cần lấy sự đơn giản hóa làm nền tảng để có những kế hoạch và cách giải quyết dự phòng phía trước. Người không biết cách giải quyết vấn đề là người thường có khuynh hướng làm cho sự việc càng trở nên phức tạp hơn. Trong những tình huống cần bình tĩnh tìm cách giải quyết, cũng có nhiều người tự phức tạp hóa vấn đề từ những việc đơn giản. Thật ra, như ở phần trước đã nói, sự vật, hiện tượng tuy đa dạng, muôn hình vạn trạng nhưng thường có chung một bản chất hoặc đặc điểm chung nào đó. Trong sự đa dạng đó, nhà kinh doanh, người lãnh đạo phải có khả năng bao quát được mọi việc và nhìn thấu bản chất thật của chúng. 7. Lấy việc xây dựng nhân cách làm nền tảng. Trong thời đại mở cửa, quốc tế hóa, thì việc mở rộng thị trường ở nước ngoài là một nhu cầu vô cùng cấp thiết. Do vậy, điều cần làm đó là phải tạo ra những ý tưởng mang tính quốc tế và phải làm sao để đạt được điều đó. Nếu không có những ý tưởng có tầm vóc lớn như vậy, thì cho dù có nguồn vốn dồi dào, kỹ thuật tuyệt vời đến đâu đi nữa, thì việc mở rộng thị trường cũng khó thành công. Người ta vẫn thường nhắc đến phương thức kinh doanh kiểu Nhật, phương thức kinh doanh kiểu Mỹ, và có những ý kiến khác nhau. Nhưng tôi có suy nghĩ rằng không nhất thiết phải theo một mô hình mẫu chung nào đó, mà điều cần thiết là làm sao để có thể chia sẻ những ý tưởng với tư cách là những con người cùng chung sống với nhau. Sự chia sẻ này vượt ra khỏi phạm vi biên giới của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Người lãnh đạo phải là người có nhân cách tốt và bằng cái tâm của mình để có thể làm cho mọi người đi theo mình. Đây là điều quan trọng nhất. Nếu đó là người vừa có tài vừa có đức, thì tôi càng nghĩ là làm cho người khác kính trọng. Một người lãnh đạo vẹn toàn cả hai yếu tố tài đức là kiểu mẫu lý tưởng mà chúng ta nên phấn đấu để đạt đến. Tôi nghĩ rằng để thành công trong việc mở rộng thị trường ra nước ngoài, thì những nhà lãnh đạo cần vượt qua sự khác biệt về ngôn ngữ, chủng tộc, lịch sử, văn hóa để xây dựng một nhân cách toàn diện bằng sự hòa hợp tự nhiên và lòng kính trọng. 8. Suy nghĩ kỹ khi rút lui. Một trong những quyết định khó đối với nhà lãnh đạo đó là những quyết định rút lui. Khi thu nhập không đủ thì họ sẽ phải quyết định ngưng hoặc hủy bỏ việc kinh doanh nào đó. Tôi nghĩ rằng trong những tình huống như vậy thì vẫn nên nỗ lực cố gắng từng chút một, đừng vội bỏ cuộc. Nguyên tắc của tôi đó là hãy thử áp dụng phương pháp thợ săn thú. Người thợ săn luôn kiên nhẫn rình, chờ, đuổi bắt con thú, chứ không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Tuy nhiên,
cũng có người giữa chừng không đủ kiên nhẫn nên đã bỏ cuộc. Trong trường hợp đó, họ bỏ cuộc vì nghĩ mình không đủ khả năng, nhưng tôi nghĩ tốt hơn là suy nghĩ ngược lại bằng tinh thần chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, với niềm tin vững chắc. Trong việc khai thác lĩnh vực mới, sự nhiệt tình, quyết tâm này càng gần hơn nữa. Nếu thay đổi bằng sự nhiệt tình nhưng không thành công, thì chúng ta cũng đừng vội nản. Say mê là một trong những yếu tố của thành công, nhưng mọi việc đương nhiên nhiều khi không diễn ra trôi chảy như mình muốn. Khi đó, chúng ta cần đến suy nghĩ kỹ lưỡng về thời điểm để rút lui. 13. Để phát triển, mở rộng kinh doanh. 1. Tự mình phá bỏ những kiến thức, kinh nghiệm chung. Có những người lãnh đạo ra chỉ thị phải giữ mức lợi nhuận trung bình là 50%, mặc dù tình hình kinh tế có biến động, có khó khăn như thế nào đi nữa. Con số khuôn mẫu này là do chính ý nghĩ chủ quan của người kinh doanh. Một con số có vẻ an toàn và nó cũng thể hiện phần nào ý chí quyết tâm của người lãnh đạo. Nhưng nếu lấy mức 50% ấy làm căn cứ, thì phải suy nghĩ nên hành động như thế nào và có lẽ sẽ phải đề xuất một mức lớn hơn. Mặt khác, có ý kiến là không cần vượt qua mức 50 ấy để chấn áp nỗi lo sợ về ranh giới tư thần này. Nhiều nhà kinh doanh quyết định tăng mức thặng dư của sản phẩm lên thành 100% hoặc 150% so với lợi nhuận ban đầu. Cũng có người cho rằng tăng hơn nữa là không thể được. Tóm lại, từ những ý thức về mục tiêu đã định, người ta sẽ hài lòng, thỏa mãn so với việc tăng tỷ lệ phần trăm lợi nhuận càng cao càng tốt. Nhưng tôi cho rằng phải tiến hành kinh doanh trên những nguyên tắc và triết lý cơ bản đã được xây dựng trước đó, chứ không phải chạy theo lợi nhuận tức thời. Nếu con người chỉ chạy theo lợi nhuận mà tự do phá bỏ đi những quy tắc một cách tự do, bị ham muốn làm mờ lương tâm, thì chắc chắn không thể thu được những lợi nhuận cao, cũng không thể phát triển những ý tưởng sáng tạo mới. Tự mình phá bỏ những kiến thức, kinh nghiệm chung để tự thay đổi không ngừng, đó chính là một trong những đặc điểm của nhà lãnh đạo. 2. Quyết định giá bán sẽ ảnh hưởng đến kinh doanh. Đây là câu nói thường xuyên của tôi. Việc giá bán ra sao là do cạnh tranh khốc liệt ở thị trường quyết định, nên giá sản phẩm phải phổ biến hơn so với thị trường. Trong cạnh tranh, có hai cách phổ biến, đó là chiết khấu thấp hàng loạt số lượng bán ra hoặc là tăng giá cố định. Tóm lại, mục đích là vì kiếm được nhiều lợi nhuận, nhưng điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, khó có thể giải thích đơn thuần, đơn giản được. Tuy nhiên, để thu nhiều lợi nhuận thì suy nghĩ làm sao bán được nhiều hàng thật sự là điều rất khó. Tôi cho rằng, việc quyết định giá bán sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kinh doanh, cho nên lãnh đạo với vai trò là người đứng đầu phải suy nghĩ nên làm thế nào. Tóm lại, kẻ mạnh quyết định giá theo cách của kẻ mạnh, nhưng kẻ yếu cũng vẫn có thể quyết định giá theo cách của họ. Nếu kinh doanh thua lỗ, đó là do người đứng đầu không có chiến lược hoặc trang thiết bị không đồng bộ, và cũng có thể là do triết lý kinh doanh nghèo nàn. 3. Hãy để thị trường quyết định giá bán. Tôi cho rằng phải cố gắng giữ nguyên giá gốc. Tôi không quyết định giá sản phẩm theo phương thức tính giá dựa trên tổng chi phí, trong đó bao gồm chi phí sản xuất nguyên vật liệu, để từ đó tăng giá. Trong những cuộc giao dịch, mua bán hãy để thị trường quyết định giá. Điều này có nghĩa là chính khách hàng là người quyết định giá bán. Vì giá do thị trường quyết định nên điều chúng ta cần làm là tìm cách giảm thiểu tối đa những chi phí liên quan. Lợi nhuận thu được sẽ được tính bằng công thức giá thực tế bán ra trừ cho tổng chi phí. Do đó, nếu cố gắng giảm chi phí càng nhiều thì lợi nhuận thu được càng lớn. Để giảm thiểu chi phí thì cần phải loại bỏ hoàn toàn những suy nghĩ cố định đã thành khuôn mẫu như phí nguyên vật liệu là bao nhiêu phần trăm, phí nhân công là bao nhiêu phần trăm, tổng chi phí thêm vào cần bao nhiêu phần trăm, mà nên suy nghĩ làm sao để có thể bán ra sản phẩm bằng giá rẻ nhất nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Có thể rẻ bao nhiêu, rẻ hơn nữa được không? Điều này phải luôn suy nghĩ để làm sao giảm trừ tối đa chi phí có thể được. Nếu giá rẻ nhưng đáp ứng được nhu cầu của khách thì vẫn có thể thu được lợi nhuận khổng lồ. 4. Lập sổ ghi chép lãi lỗ hàng ngày. Khi bắt đầu con đường kinh doanh, nghĩa là mình phải có một tầm nhìn xa và rộng, nhưng không có nghĩa là bản thân có thể phán đoán được hết mọi tình huống có thể xảy ra. Người lãnh đạo cũng không phải là thần thánh, có bản lĩnh siêu phàm, có khả năng giải quyết được hết mọi việc, do vậy cũng nên có những phương án dự phòng. Trong kinh doanh, dù là công ty nhỏ hay lớn, thì những con số liên quan đến việc thu chi sẽ ngày một nhiều. Nếu chi phí hoặc số lượng bán ra không thu được lợi nhuận thì không thể tiến hành kinh doanh. Tóm lại, không nên để đến cuối tháng hoặc hàng quý mới kết toán sổ sách thu chi, xem tình hình lãi lỗ ra sao mà phải lập sổ ghi chép và xem xét việc này hàng ngày. Nếu không làm như vậy, thì rất khó định hướng tiếp tục cho những dự tính tiếp theo. Điều này giống như khi thao tác vận hành lái máy bay trong một ngày vậy.
Chỉ cần lên đỉnh một chút là máy bay có thể bay chệch hướng xuống hoặc rơi xuống đất. Nếu chú ý từng ngày xem xét tình hình kinh doanh thì dễ kiểm soát và tìm cách điều chỉnh ngay lập tức trước khi quá muộn. 5. Nhìn lợi nhuận không bằng con mắt tư lợi cá nhân. Tôi nghĩ rằng người làm kinh doanh phải vui vẻ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Cũng có người cho rằng thật không công bằng vì mình đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được lợi nhuận, nhưng nhiều trường hợp phải nộp phân nửa số tiền kiếm được. Nỗi khổ từ các loại thuế này rất ít nhân viên hiểu được. Họ nghĩ rằng đó là tiền của công ty nên không cảm thấy đau xót. Nhưng ngược lại, đối với những người kinh doanh thì họ hiểu rõ đó là những đồng tiền khổ công kiếm được nên không muốn đánh mất và tìm cách để giữ nó. Thậm chí, làm tìm cách trốn đóng các loại thuế. Đây là một điều sai lầm. Lợi nhuận của công ty hoàn toàn không phải dành riêng cho người chủ công ty, mà nó được sử dụng để phục vụ cho những lợi ích chung của xã hội thông qua hình thức nộp thuế. Tôi nghĩ rằng để không bị rơi vào vòng xoáy của đồng tiền, thì hãy nghĩ rằng kinh doanh thật ra chỉ là một trò chơi. Nghĩa là, khi tham gia thì đừng để ý đến tiền bạc, lợi nhuận, thu được bao nhiêu mà hãy cứ chơi hết mình bằng sự đam mê. Hãy để mọi chuyện tự nhiên. Nếu làm được như vậy, thì có thể khách quan nhìn thấy lợi nhuận từ từ đem đến cho người khác và phán đoán sẽ không sai lầm. Nhìn lợi nhuận không phải bằng con mắt tư lợi cá nhân, đó chính là bí quyết để kinh doanh thành công. 6. Tạo sự gắn kết ruột thịt trong tổ chức. Tôi thường nghe những nhà kinh doanh vì ghét nộp thuế cao mà than rằng lợi nhuận của công ty đạt được rất là thấp, hoặc vì những khoản chi phí cho những hoạt động xã hội mà lợi nhuận giảm nhiều, cho nên phải nộp 50% thuế đi nữa thì 50% còn lại vẫn còn thuộc về công ty. Tôi nghĩ rằng trong trường hợp cần vốn thì nên xem xét đến cách sử dụng 50% số tiền còn lại như thế nào. Để tạo sự gắn kết ruột thịt trong tổ chức thì cần có tích lũy vốn. Nếu có nguồn vốn dồi dào thì càng có thể đảm bảo được tính gắn kết nội bộ và cũng có thể mở rộng kinh doanh bằng cách huy động vốn. Chính vì điều này, họ lại càng muốn giữ tiền chứ không muốn nộp thuế. Người ta nói rằng tỷ lệ tiền vốn trong các công ty Nhật thấp là do chính sách thuế, thuế kinh doanh quá cao. Nhưng tôi thì nghĩ đó là vấn đề liên quan đến triết lý của những nhà kinh doanh. Tôi chỉ xem việc nộp thuế như một loại chi phí phụ thêm cho việc sản xuất hàng hóa. Sau khi trừ hết những khoản chi phí, bao gồm cả thuế, thì phần còn lại mới chính là lợi nhuận. Lợi nhuận này cần được tích trữ và có thể tích trữ ổn định và bền vững. Tôi đã làm như vậy. Kết quả là tôi có thể giữ vững sự gắn kết nội bộ và tạo được sự tin cậy, thuê mướn được nhiều nhân viên. Ngoài ra, chính nhờ vào sự gắn kết nội bộ mà chúng tôi có thể đương đầu với những thử thách trong lĩnh vực mới. 7. Xem xét lại tổ chức. Tôi không có suy nghĩ về việc phải xây dựng nên một tổ chức như thế này hay như thế kia trong giới kinh doanh. Thông thường thì các nhà kinh doanh có những lý luận riêng về một mô hình nào đó, hoặc do có chút kiến thức trong việc quản lý nhân sự mà thường có khuynh hướng đề xuất có những tổ chức hoặc công ty như thế này, hoặc cũng có những người dựa vào kinh nghiệm cá nhân, những sự việc đã gặp phải để lấy đó làm cơ sở xây dựng nên cái gọi là mô hình mẫu của một tổ chức. Đây là điều phổ biến, nhưng nếu như vậy thì chúng ta đã tạo ra những tổ chức vô ích. Tôi nghĩ rằng không phải lập ra tổ chức rồi mới suy nghĩ đến phương thức hoạt động, mà trước tiên cần nghĩ xem mục đích thành lập ra tổ chức đó để làm gì, để nó tồn tại thì phải tiến hành hoạt động kinh doanh ra sao. Để vận hành hoạt động của một tổ chức thì luôn cần có một số người chủ chốt tối thiểu. Lúc tôi mới thành lập công ty, kinh nghiệm không có gì, vì vậy tôi phải luôn tự xem xét cẩn thận từ điểm khởi đầu, xem mình đã đi đúng hướng chưa, xem bản chất của sự việc có phù hợp với những tiêu chuẩn đạo đức hay không, và lấy đó làm nền tảng để tiến hành kinh doanh. 8. Thiết lập mục tiêu có thể nhìn thấy trước mắt. Có người cho rằng khi không đạt được mục tiêu tăng doanh thu trong năm thì sẽ thu hẹp mục tiêu lại. Tôi lại nghĩ khác, dù không đạt mục tiêu nhưng vẫn nên đề cao mục tiêu để phấn đấu. Cho dù không thể đạt được mục tiêu ở thời điểm này, nhưng không có nghĩa là dừng lại mà vẫn nên tiếp tục. Tuy nhiên, nếu quá trình theo đuổi mục tiêu quá lâu và không đạt được kết quả, thì dễ làm cho nhân viên đánh mất niềm tin và hy vọng. Do vậy, sự đạt được mục tiêu là điều rất cần thiết. Để mục tiêu thành hiện thực thì trước hết phải chia sẻ với tất cả nhân viên. Tuy nhiên, nhiệm vụ hoàn thành mục tiêu không chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi người, của lãnh đạo công ty, mà là của chung mọi người. Do vậy, cần cụ thể hóa mục tiêu cho từng vị trí, bộ phận, nghĩa là phân công công việc cho từng cá nhân cụ thể. Ngoài ra, mục tiêu cần xác định có tính chất ngắn hạn, thế định kỳ từng tháng chứ không định kỳ dài hạn. Cũng giống như việc lập sổ sách mà tôi đã đề cập đến, thì mục tiêu phải được xác định thật cụ thể cả về không gian lẫn thời gian. Tóm gọn lại, đó là mục tiêu mà tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy được. 14. Để đạt được thành công trong kinh doanh.
1. Tập trung vào việc kinh doanh. Kinh doanh đúng nghĩa gồm 4 chữ: toàn, toàn năng, toàn trí, toàn thân, toàn tinh. Hiểu thấu được triết lý 4T này, bạn cũng có thể trở thành một nhà kinh doanh chân chính. Chính ý thức, trách nhiệm và thái độ sống hàng ngày trong suốt một quá trình dài sẽ quyết định nên cái gọi là phẩm chất thực sự của nhà kinh doanh. Đối với nhà kinh doanh, việc tập trung toàn tâm toàn ý và hy sinh lợi ích bản thân là điều rất khó. Nếu có thể đã thông điều này, thì cũng cần không ngừng kiên trì nhẫn nại cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Tôi nghĩ rằng, nếu không vượt qua được sự thử thách ấy, thì họ không đủ tư cách để trở thành một nhà kinh doanh đích thực. Điều này cần sự rèn luyện. Người ta nói rằng, khoảng cách giữa hai người đứng đầu và người đứng thứ hai giống như khoảng cách giữa trời và đất. Khoảng cách giữa người lãnh đạo và nhân viên cũng giống như vậy. Nếu người lãnh đạo không cảm nhận được một cách sâu sắc về vai trò và công việc cần làm, thì cũng giống như những nhân viên bình thường mà thôi. 2. Tự đặt câu hỏi về thái độ kinh doanh. Tôi luôn yêu cầu rất nghiêm khắc đối với nhân viên. Sự nghiêm khắc trong công ty và sự yêu cầu khắt khe này hoàn toàn xuất phát từ mục đích cá nhân, với tư cách là một thành viên trong gia đình của một người kinh doanh. Tôi quyết định như vậy là vì không muốn kế thừa những điều không hay trong truyền thống kinh doanh của một số công ty theo kiểu cha truyền con nối. Tôi nghĩ rằng cần phải hình thành nên bản sắc riêng của công ty, và nếu không duy trì được điều này thì khó mà đưa công ty phát triển bền vững. Tôi tin chắc rằng trong số nhân viên có những người có nhân cách tốt, có sự nhiệt tình, có tài năng. Nếu họ biết duy trì và kế thừa triết lý của công ty, thì tôi có thể yên tâm ủy thác và giao cho họ những việc lớn, thậm chí cả tương lai của công ty. Với nhân viên, việc tuân theo chế độ cha truyền con nối có ý nghĩa to lớn, vì họ sẽ coi công ty như chính ngôi nhà của mình và cố gắng nỗ lực để làm việc. Có thể nói, ngôn ngữ, hành động, chính sách, phương châm, triết lý của công ty không được có chút tư lợi cá nhân nào. Chỉ như vậy thì biện pháp yêu cầu nghiêm khắc đối với nhân viên mới có hiệu quả. Thái độ của nhân viên khi làm việc cũng có thể xem là cách thể hiện thái độ của người kinh doanh. 3. Tạo ra bản sắc. Những người thành công trong kinh doanh, dù là công ty lớn hay nhỏ, đều giống nhau ở một điểm. Đó là họ đều là người có ý chí mạnh mẽ và nhạy bén, tạo nên cái gọi là bản sắc riêng. Họ là những người biết nhìn thấy những cơ hội kinh doanh, nhạy bén, có tài thu phục lòng người. Trong kinh doanh có hai yếu tố, tri thức và tài năng luôn là điều then chốt. Nhưng chỉ điều đó thôi thì vẫn có khả năng bị diệt vong, khó tồn tại lâu bền. Nếu chỉ trang bị cho mình hai yếu tố này, thì hạnh phúc có thể đạt được khá nhiều, nhưng vẫn có thể xảy ra những điều nguy hiểm, dù là trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Người ta gọi đó là tài năng bị đánh cắp. Nghĩa là, người đó đã dùng cái tài của mình vào việc không chính đáng, kinh doanh bất chính bằng thủ đoạn nào đó. Ngược lại, cũng có người biết sử dụng cái tài của mình vào đúng chỗ, đúng nơi, đúng lúc. Đó là những người có khả năng tự chủ cao, biết vượt qua cám dỗ. Nhà lãnh đạo cũng cần như thế. Nhân cách không phải hình thành ngay từ lúc ta mới sinh ra, mà nó được hình thành qua quá trình sống và rèn luyện. Điều đầu tiên cần làm để tạo nên một bản sắc riêng của nhà lãnh đạo, đó là phải rèn cho mình một ý chí mạnh mẽ. Tiếp đến là tự trau dồi kiến thức và tài năng kinh doanh, và tiến hành kinh doanh từ từ, từng bước một, dựa trên nền tảng cơ bản là tâm và đức. Đồng thời, song song với việc kinh doanh, cũng phải tự rèn luyện và nâng cao cái đức của mình để tạo ra bản sắc riêng. 4. Đạt đến sự tu luyện trong tâm hồn. Nhà kinh doanh luôn gặp phải trạng thái như bị thúc ép phải đưa ra những phán đoán và quyết định trong nhiều vấn đề khó. Việc này dường như diễn ra hàng ngày. Khi đó, họ luôn ở trong trạng thái do dự. Ngay như những nhà kinh doanh giỏi cũng nhiều lúc bối rối, phải tìm đến sự trợ giúp của những vị thầy bói. Nhưng phán đoán như thế nào, đó là do tâm và nhân sinh quan của chúng ta quyết định. Người có lập trường thì sẽ không bị lung lay và tìm ra được câu trả lời dựa trên những tiêu chuẩn mà mình thiết lập sẵn. Nhưng cũng có khi, người có tâm tính lương thiện bị tình cảm hoặc những yếu tố khác xung quanh chi phối, cho nên đã chệch khỏi lộ tuyến. Trong thời chiến ngày xưa, có những vị tướng quân tài ba không chỉ ở lĩnh vực thủy, hải, lục quân, và họ đã gánh vác trọng trách một cách rất cẩn thận, cho nên tạo được rất nhiều tiếng vang. Chúng ta thấy rằng chính trí tuệ của con người sẽ giúp chúng ta có phán đoán và quyết định nên làm gì, chứ không phải là chờ vào may mắn hoặc một vị thần thánh nào đó đến cứu giúp chúng ta. Ngay cả trong những lúc nguy hiểm, khó khăn nhất thì cũng cần vững lòng tin vào bản thân. Điều này cần đến sự tu luyện tâm hồn và trải nghiệm khó khăn. 5.
hai tính cách trong một con người. Nhà kinh doanh phải luôn có tinh thần thép, nghĩa là cần giữ được trạng thái cân bằng, đặc biệt là trong những tình huống phải đưa ra sự phán đoán và quyết định, hoặc khi gặp những sự phản đối của nhân viên về điều gì đó. Trong tình huống như bốn bề đều có kẻ thù, thì càng phải bình tĩnh, sáng suốt xem xét tình hình và tự lên dây cót để động viên tinh thần. Cho dù kẻ địch có mấy ngàn vạn cũng không làm gì được. Khi nhân viên có ý kiến thì phải biết khiêm tốn lắng nghe, nhưng cũng cần có dũng khí để nắm bắt và thực hiện kế hoạch của mình. Tóm lại, người lãnh đạo phải có sự thận trọng và can đảm, nhưng điều đó không có nghĩa là trung dung, nghĩa là điều hòa cân bằng. Trong tình huống bị như thúc ép, cần đưa ra phán đoán, thì lúc đó vừa thận trọng, vừa phải can đảm, nghĩa là không dễ để mình bị lung lay hoặc thỏa hiệp theo ý người khác. Về điều này, tác giả người Mỹ là Francis Scott đã thuật lại trong tác phẩm Thế giới bị đánh mất như sau. Người có trí thông minh bậc nhất thường là người có hai suy nghĩ dường như đối lập nhau trong cùng một thời điểm. Và hơn thế nữa, đó là khả năng có thể liên tục hoạt động như bình thường trong trạng thái ấy. Tóm lại, đối với nhân viên, một mặt vẫn phải nghiêm khắc, tỏ vẻ lạnh nhạt, giữ khoảng cách. Mặt khác vẫn cần tỏ thái độ hiền lành, chân thật, tốt bụng và ban yêu thương cho họ, giống như mình là một vị Phật sống. 6. Tiếp nhận điều đúng đắn. Những nhà lãnh đạo luôn phải đưa ra quyết định. Khi đó, nếu không có tinh thần hy sinh lợi ích cá nhân, thì dễ rơi vào tình huống đưa ra những quyết định độc đoán, vị kỷ. Ví dụ, trường hợp một nhà lãnh đạo dưới đây. Về vấn đề liên quan đến tự do buôn bán do xung đột trong kinh doanh, nếu không có điều chỉnh về mất cân bằng thu chi, thì Nhật Bản sẽ trở thành cô độc đối với quốc tế. Ý thức được điều này, nên Nhật Bản khi đó đã tiến hành tự do hóa việc nhập khẩu hàng hóa. Điều này được nhiều người tán thành, nhưng khi đem việc này phổ biến trong công ty, thì ngay lập tức sự ủng hộ giảm xuống và nhân viên phản đối. Những nghị luận về sự phản đối này hay tán thành vốn là truyền thống của Nhật Bản. Những vị lãnh đạo đứng đầu nếu không có dũng khí, dám hy sinh lợi ích của bản thân, thì không thể đưa ra những quyết định vì công ty, vì tập thể được. Kết quả là, tổ chức, công ty đó sớm hay muộn cũng sẽ gặp thất bại. Việc đúng đắn cần phải làm là tiếp nhận đúng như tình trạng, chứ không phải là bình luận điều đó đúng hay sai theo ý kiến chủ quan. Chính điều này sẽ giúp nhà lãnh đạo dám hy sinh, chịu tổn thất. Đây cũng là điều hình thành nên nhân cách của nhà lãnh đạo. 7. Nhắm đến việc yêu thương một cách rộng rãi. Nhiều người nói với tôi rằng mỗi ngày họ bận rộn với công việc từ sáng đến tối, ngay cả ngày nghỉ cũng không nghỉ, không có thời gian dành cho gia đình, nên vợ con rất đáng thương. Tôi không chủ trương vì công việc mà hy sinh gia đình. Cũng có người suy nghĩ phải làm sao cố gắng làm việc vì bản thân, vì gia đình. Đó là một tình yêu nhỏ. Điều tôi coi là sứ mệnh cần thực hiện là làm việc không chỉ vì gia đình, mà là vì hạnh phúc cho toàn thể nhân viên. Tôi cho rằng ý nghĩa thật sự của lao động, làm việc là thông qua đó để nhà lãnh đạo yêu thương rộng rãi. Không nên để những suy nghĩ chủ quan của mình ảnh hưởng đến khả năng phán đoán về con người. Người này mình nghĩ là không tốt. Thực hiện được điều này sẽ tạo ra sự gắn kết trong công ty và sự trung thành từ nhân viên. Làm sao phải cân bằng giữa công việc và gia đình cũng là một vấn đề mà nhà lãnh đạo phải chú ý. Gia đình có yên ổn thì mới có thể tập trung toàn tâm toàn ý cho công việc chung của công ty. 8. Nhận được sự tương thưởng, xứng đáng với công lao bỏ ra. Những khó khăn trong môi trường kinh doanh cũng khiến cho nhiều người biến chất, thay đổi, nhưng cũng có người vẫn kiên định, vững tin vượt qua mọi thử thách để đạt được thành công. Dù kinh tế thế giới có biến động, họ là người để lại ấn tượng rất mạnh mẽ. Cho dù bên trong công ty có trang thiết bị, nguồn vốn, nhân lực đầy đủ, hoàn hảo thế nào đi nữa, nhưng nếu cho một yếu tố bên ngoài tác động vào, khiến tình trạng kinh doanh thua lỗ, thì người lãnh đạo sẽ phải chịu trách nhiệm. Trách nhiệm của người đứng đầu rất nặng, nên đòi hỏi họ luôn phải nỗ lực không ngừng. Họ phải chịu những nhận xét, đánh giá từ chính nhân viên. Có thể nói, áp lực rất lớn từ trong ra ngoài. Do vậy, luôn giữ được cân bằng là điều quan trọng. Tuy nhiên, ông bà ta nói, cái gì cũng có giá của nó. Nghĩa là, công sức họ nỗ lực bỏ ra sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Phần thưởng này không phải bằng giá trị vật chất, và nó là sự gắn kết, trung thành, tin tưởng, kính trọng của nhân viên. Người lãnh đạo nên nhận thức được điều này và xem đó là niềm vui để động viên, khích lệ mình tiếp tục cố gắng. Và thế là hết cuốn sách Tâm trong kinh doanh tạo thành tựu lớn của tác giả Inamori Kazu.
Bản này là do Đào Thị Hồ Phương dịch.